Hello, chào các bạn, quay trở lại với shop phỏng vấn nhé. Một số các mã hàng của bên em mới về. Ở bên shop rất nhiều mã hàng mới về trong ngày hôm nay để lên video trân trọng gửi tới các bác nhé. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái chổi tách nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Các bác lên cho em là chổi tách nước nhé. Đấy. Hoặc là lên cho em là chổi chổi lau nhà K9 nhé. Con này nó có mã là K9. Đấy. Con này thì nó tách nước luôn. Đó, đây là cái phần xoáy của nó này. Thì nó có đầu sẵn thế này rồi. Các bác về chỉ việc là kết nối vào cho em là xong thôi. Đây, kết nối vào đây. Đấy, các bác cứ kết nối đúng đầu cho em là ok thôi. Đấy, nó có đầu xoáy như này. Nhà các bác kết nối vào cho em. Đây, thế này thì nó sẽ là lắp vào cái đầu này. Đây, khi về thì các bác rút cái này cho em. Cái này nó còn một khấc nữa, tầm 20 cm. Các bác rút ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình sẽ xoáy cái phần đầu cán là vào cái phần cao này. Đấy. Tiếp theo thì cái nửa dưới này nó sẽ có gen ở đây. Các bác xoáy cho em cái gen vào đây này. Đấy. Cái này là phần gen bát này. Đây. Các bác xoáy cái gen này vào đây cho em. Đây. Đây nó sẽ có cái gen này. Các bác xoáy cái gen này vào đây. Đó. Đây nha, các bác xoáy cho em cái đầu này vào đây này. Đấy, cái đầu này là cái đầu phần thấp nhất này thì xoáy vào đây cho em. Xoáy vào đây cho em này. Đấy, còn đây là cái phần để các bác đưa lên đưa xuống mình vắt này. Đấy, nó sẽ vắt đảo chiều ly tâm như này. Và đây là các cái phần khúc nối thì các bác cho vào mình nối vào cho em. Đây. Đấy, cái này thì cắm ở đây. Cái này thì mình cắm cái nối vào cái này cho em này. Đó. Cái này là cái hệ thống của nó là tách nước tự động nha, các bác chỉ cần cho nước vào dưới này. Đấy. Vắt, khi vắt thì các bác đặt vào đúng tâm như này. Đấy là nó sẽ vắt cho các bác sạch luôn. Đó, đây. Đấy, và nó giặt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy các bác nhá. Đó. Giặt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ. Đó, gọi là tách nước tự động. Thì lên cho em là chổi tách nước. Giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, cái phần bàn lau của nó rất cứng cáp luôn này. Đấy. Có xoay đảo chiều hết nhá. Đấy. Có xoay, có đảo chiều như này. Thì rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đấy. Có xoay 360 độ có đảo chiều luôn. Đấy. Và khi mà cho vào xoay thì là nó sẽ xoay cái bàn này. Xoay cái bàn này. Đấy, và nó sẽ giặt ở đây luôn. Đấy, kết hợp giặt ở đây. Đấy, nó sẽ đạo sạch luôn. Và nước bẩn thì nó sẽ rơi xuống đây. Đó, nước bẩn nó sẽ rơi xuống đây. Thì nó rất là tiện. Nó gọi là chổi tách nước nhá. Và các bác không cần phải đổ. Các bác chỉ cần là mang ra ngoài. Sau đó thì xoáy cái van này ra. Xả đi cho em là xong. Xoáy cái van này ra xả đi. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Có quai sách như này nhá. Có quai sách như này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác nhé. Đấy, khi vắt thì mình lừa nó vào đây này. Đấy. Đây. Các bác cho nó ăn vào cái tâm của nó này. Cho nó ăn vào cái tâm của nó. Sau đó thì mình đẩy cái này xuống này. Đấy. Nó vắt rất là ngon luôn các bác nhé. Đó. Rút lên rút xuống xoay rất là ngon luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Lên cho em là chổi tách nước 180.000 các bác nhé. Lắp vào thì nó khá là dài luôn. Tầm khoảng 1m2 đến 1m3. Đấy. Tầm khoảng 1m3 các bác nhé. Tầm khoảng 1m3. Mét 2, 1m3 thoải mái cho các bác sử dụng. Màu sắc đẹp. Đấy, lau rất là ngon luôn nhá. Lau rất là ngon luôn. Lên cho em là chổi tách nước này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã chổi. Đó là cái chổi cái này là gì? Các bác lên cho em là chổi lau nhà nhá. Con này thì bỏ anh đi biển ra đây. Chổi lau nhà. Con này thì nó cũng lắp đặt như vậy thôi. Và con này thì nó sẽ có hai phần vắt riêng. Đấy. Hai phần vắt riêng. Đây. Đấy. Hai phần vắt như này. Hai cái vắt như này thì là các bác muốn dùng cái nào thì dùng. Một cái là bông mịn như này. Đấy, hai cái mẫu bông như này. Các bác chỉ cần là lắp vào cho em xong. Đây, lắp vào đây. Đấy, lắp vào cái phần này. Nó có cái lẫy để các bác sập nó vào là xong nhá. Sập nó vào là xong. Cái này thì các bác lên cho em là chổi lau nhẹ nhá. Sập nó vào này. Đó, có cái lẫy này các bác sập hết vào cho em. Sau đó thì mình xoáy vào thôi. Đấy, xoáy vào. Nó có các cái phần kết nối đây, các bác cứ xoáy vào cho em là xong. Đây. Đấy, cái phần này thì các bác xoáy vào đây. Phần này xoáy vào đây nhá. Đó. Sau đó thì các bác xoáy tiếp cái phần đầu trên này vào. Xoáy cái đầu trên này vào là mình sử dụng thôi. Đó. Là khi các bác vắt cho vào đây là nó vắt này. Đấy. Cho vào đây là sẽ vắt luôn. Ở đây thì các bác rút dài cái này ra cho em này. Cái này thì nó rút ra nó khá dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3 đấy. Cũng thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây.
Đấy, và bắt đầu các bác cho vào mình vắt này. Đấy, cho vào đây mình vắt này. Đấy, các bác thấy không? Cho đây mình vắt rất tiện luôn nhá. Đó, con này thì nói chung là ứng dụng thì rất là tiện rồi. Đó. Và cũng rất là dài luôn. Đây. Chiều dài của nó thì nó cũng tầm khoảng đây. Mét 2, mét 3, hai con này thì cũng tương đối bằng nhau. Đây, hai con chổi này tương đối bằng nhau này. Đó. Và đây là cái phần xoay của nó này. Phần xoay của nó này. Dưới có bánh xe này. Đấy, dưới có bánh xe. Con này thì các bác phải đổ nước đi thôi, nó chứ không nó không có van xả các bác nhá. Con này thì không có van xả. Các bác dùng xong thì các bác đổ đi. Đó. Thì giá con này sẽ là 200 200 mấy? Lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà, giá sẽ là 250.000 nhá. Thùng lau nhà 250k. Đấy. Con này thì sẽ là 250.000, bên em sẽ bao ship nhá. 250.000. Bao ship về tận nhà cho các bác luôn. Đó, lên cho em là thùng lau nhà. Đấy. Các số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cây dòng thuốc đau đầu kinh niên. Con này thì hàng nội địa của Nhật và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một hộp này. Đó, 90.000 cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì cũng là khá là nhiều luôn và nó là thuốc của thương hiệu OTC. Cái này thì nó là một cái dòng thuốc nam thôi, thuốc nam. Cho nên là các bác dùng thì nó rất là an toàn thôi. Đặc biệt là bác nào hay bị đau đầu lâu năm, đấy, đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. Đấy. Và nó sẽ là thuộc dạng gói như này này, thuộc dạng gói như này. Nó là thuốc nam mà, cho nên là cái này uống nó rất là an toàn luôn. Đó, thuốc nam. Cái này thì các bác uống rất an toàn. Giá sẽ là 90.000 cho một hộp như này nhá. Đấy, 90.000 cho một hộp như này. Và một hộp này của nó thì tới 100 gói này, 100 gói mỗi gói là đi 30 g. Đây. 100 gói, mỗi gói 30 g như này. Và nó là cái dòng thuốc nam nhá. Thuốc này thì các bác uống trực tiếp cho em. Đây. Đấy. Uống trực tiếp cho em nhá. Đóng gói đóng điếc của nó cũng rất là cẩn thận kỹ càng luôn. Đây con này. Đó. Nó là dòng thuốc nam. Đấy. Các bác uống trực tiếp cho em, rất là tốt luôn nhá. Đấy. Cho ra này uống trực tiếp cho em. Đó. Sẽ là 100 90.000 cho một hộp thuốc đau đầu kinh niên như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mắc áo các bác này. Đấy, mắc áo. Bên shop sẽ bán theo một hộp như này là 10 cái. Một vỉ này là 10 cái nhá. Chất liệu của nó thì giá 10 cái sẽ là 65.000 nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là phần móc khóa này thì là bằng thép này, còn lại là bằng nhựa, nhưng mà nó là cái loại này nó là nhựa dẻo. Thì khi các bác sử dụng thì cái này nó rất là tiện ích luôn. Đây. Nhựa của nó là nhựa dẻo này. Đấy, nhựa dẻo quá theo. Nhựa này nhựa dẻo, nắng mưa thoải mái luôn. Ưu điểm của cái móc này là nó có hệ thống chống trơn hết nhá. Có hệ thống chống trơn hết như này. Thì khi các bác dùng thì nó rất là ok. Đây. Có hệ thống chống trơn hết nhá. Và có các cái đầu quặc như này để các bác quặc quần áo nhỏ này. Đấy, mình phơi những cái quần áo nhỏ hoặc là những cái phần áo có con đỉa thì mình phơi vào đây cho em. 65.000 cho một vỉ như này bao gồm 10 chiếc nhá. 65.000 cho một vỉ 10 chiếc. Lên mã giúp cho em đó là móc quần áo nhá. Móc quần áo. 65.000 cho một vỉ 10 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái rổ vo gạo nhá, giá vo gạo. Giá vo gạo con này thì bằng inox 304. Giá sẽ là 75.000 nhá. Giá vo gạo inox 304 này. Đấy. Giá vo gạo inox 304. 75.000 cho một con giá vo gạo như này. Con này thì rất là tiện luôn, su 304 này. Các bác cho gạo cho riêng vào đây. Đấy, vo vo xong thì ở đây nó sẽ có cái phần lưới như này thì các bác đổ đi thì nó sẽ không bị mất gạo nhá. Bánh hõm như này rồi. Thì thứ nhất là các bác đổ nó rất là tiện ích và không mất gạo. Ngoài ra đựng gạo thì các bác có thể đựng rau, dạ, thực phẩm, thức ăn cũng rất là ok thôi. Nên cho em là giá vo gạo con này thì sẽ là 75.000 nhá. 75.000 cho con giá vo gạo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đánh trứng nhá. Máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 cho một con máy đánh trứng như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Hàng này thì nó là sử dụng pin rồi. Ngoài đánh trứng thì các bác có thể dùng để pha cà phê, pha ngũ cốc các thứ rất là ok. Đây nó có lẫy rồi, các bác chỉ cần sập cái này cho nó xong này. Đấy, bật lên là nó xoay các bác này. Xoay rất là tít luôn các bác này. Đấy, xoay rất là tít luôn thì các bác dùng để mình đánh trứng, đánh cà phê rất là ok nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là hai đầu như này. Hai cái loại đầu như này các bác này, một cái đầu là
hình gọng vó và một cái đầu lò xo như này. Đấy, các bác cứ lắp. Cứ lắp vào đúng lễ chưa? Đấy, lắp vào đúng lễ này, bật lên này. Đấy, nó có các số như này. Đấy, xoay rất là tít luôn các bác này. Đấy. Mình dùng để pha cà phê rồi pha các cái loại hạt rất là ok nhá. Đấy. Giá thì sẽ là, các bác lên máy giúp cho em đó là máy đánh trứng, giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 là con máy đánh trứng như này. Hàng này thì nó sử dụng pin thì nó rất là tiện ích luôn. Hàng sử dụng pin thì hết pin thì các bác cắm sạc vào cho em là xong nhá. Hết pin thì cắm sạc vào cho em là xong. Đó. Con này thì lên cho em là máy đánh trứng, giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho con máy đánh trứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ca chiên dầu nhá. Đấy, ca chiên dầu. Thì đây nó sẽ là một cái bộ đôi như này, bao gồm là hai chiếc. Đấy, thì ví dụ như là các bác có muốn chiên tôm, chiên tép này, hoặc là chiên các cái đồ chiên khoai lang chiên các thứ, thì con này nó sẽ là bằng inox 304. Các bác đặt trực tiếp lên bếp, đổ dầu vào đây, sau đó thì mình cho gia vị vào đây, là cho các loại đồ mình chiên vào đây, sau đó thì mình chỉ cần vớt ra như này là xong. Vớt ra như này, đó, nó rất tiện ích luôn. Các bác chiên khoai lang chiên hoặc là nói chung là các cái món đồ chiên thì dùng rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 thôi, 100.000 cho cái bộ đôi ca chiên dầu như này nhá, 100.000. Bao gồm là một cái ca inox. Con này rất là dày dẫn, ngoài các bác dùng để chiên dầu thì các bác có thể dùng để mình làm ca gáo múc nước cũng rất là tiện ích luôn. Còn cái này thì các bác có thể dùng làm rổ để rửa rau này, hoặc là lọc thức ăn. Đấy, rất là ok. Đấy, hoặc các bác có thể để trên chiếc chậu rửa bát mình lọc cặn cơm nước cũng rất là ok luôn. Đó thì cũng là đa di năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ca chiên dầu. Giá sẽ là 100.000 cho một đôi như này nhá. 100k cho một đôi luôn. Đó, 100k trên một đôi ca chiên dầu như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo này. Đấy, các bác lên cho em là chảo hai quay, bỏ cho anh cả cái một quay đây. Con chảo hai quay này thì cũng khá là dày dẫn, cũng bằng chống dính bằng tổ ong như này nhá. Chống dính bằng tổ ong như này. Rất dày dẫn, chống dính bằng tổ ong, dày lắm. Đó. Con này thì sẽ là 100.000 nhá. Lên cho em là chảo hai quay chống dính. Giá sẽ là 100k. Đó, chảo hai quay chống dính là 110.000 nhá. 110.000. Còn con này thì các bác lên cho em là chảo tổ ong nhá. Con này thì sẽ là 140.000. Chảo tổ ong này. Chảo tổ ong giá của nó sẽ là 140k nhá. 140.000. Đó. Hoặc là các bác lên cho em là chảo một quay nhá. Con này nó sẽ là một quay như này. Còn con này nó sẽ là hai cái quay như này nhá. Hai quay như này. Hai con này thì cái con này thì kích thước của nó sẽ là to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút, đường kính của nó thì chắc là vào khoảng là 27-28 cm. Còn con này thì nó vào 24 cm. Đó. Hai con thì cũng gần bằng nhau. Đấy, con này thì nó sẽ sâu hơn một chút nhá. Sâu hơn một chút. Đó, còn con này thì nông lòng hơn như này. Đấy. Con chảo hai quay này thì sẽ là 110.000, 110.000 cho con chảo hai quay. Đều là chống dính bằng tổ ong hết nhá. Đó, còn con này thì sẽ là 140.000, 140.000 con này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn như này. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000, nó sẽ hình khẩu súng như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái súng như này và có sẵn các cái đầu như này luôn. Các bác chỉ cần lắp vào như này thôi. Đó, và mình bật lên. Bật lên kia. Đấy. Dùng rất là mạnh luôn. Rất là mạnh luôn. Đây, các bác đưa vào dùng mình massage cổ vai gáy bắp tay bắp chân này. Đó. 170.000 cho con súng thư giãn như này. Có cho các bác là các cái loại đầu massage. Đấy, 4 5 đầu massage tất cả luôn, có 4 đầu massage và một cái cáp sạc đi kèm. Đấy, giá chỉ có 170.000 thôi. Súng thư giãn. Em đã giúp cho em nó hình khẩu súng như này, lên cho em là súng thư giãn 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái ổ điện đây. Đấy, lên cho em là ổ điện trắng nhá. Đấy, con này trước em đang lên nó là màu trắng, giờ này em về cả màu xanh màu vàng như này. Đấy, nhưng bên em vẫn gọi là ổ điện trắng. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai ổ USB 1 2 3 4 5 6, 7 ổ cắm, hai ổ USB 7 ổ cắm có công tắc đóng ngắt. Giá của nó thì sẽ là 65.000 nhá, 65k. Đấy, lên cho em là ổ điện trắng 65k. Dây thì nó sẽ là dài khoảng là trên dưới 2 mét, trên dưới 1,5 mét, tầm 1,5 đến 2 mét nhá, tầm 1,5 đến 2 mét, nói chung là trên 1 mét. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái dây điện vàng nhá, dây điện vàng. Đấy,
Con này thì một cuộn của nó dài khoảng 20 mét, dài khoảng 20 mét. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Cái dây 150.000 nhá, 150.000. Đấy, ở đây thì ổ của nó là ổ đúc hết nhá, ổ đúc hết như này. Đó, ổ đúc hàng made in Japan cho các bác luôn. Đó, 150k thôi. 150k. Dây thì dài khoảng là từ 20 mét trở về nhá. 20 mét trở về cho các bác luôn. Dây dài 20 mét trở về. Đó. Tiếp theo này thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái túi điện thoại nhá. Đấy, túi điện thoại đây. Thì con này các bác đeo vào thắt lưng này. Đấy, sau đó thì mình có thể để điện thoại này rồi các loại giấy tờ này, rồi có cả móc đeo để các bác đeo móc khóa luôn. Hai cái đai này là để các bác đeo vào hông. Đó, thì các bác đựng điện thoại đeo vào đằng trước ấy. Rất là an toàn. Tiện, điện thoại to, thoại nhỏ đều đựng vừa hết nhá. Lên cho em là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k nhá. 40k thì cái túi đựng điện thoại như này. Giá chỉ có 40k thôi, 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi đựng rác nhá. Đấy, một cuộn này của nó là 100 cái luôn. Kích thước của nó là 45x50 và giá thanh lý cho các bác chỉ còn 35.000 cho một túi như này thôi. Đấy, tính ra một ngày mà các bác dùng hết thì chi là một ngày các bác dùng hết một túi thì 100.000 ba túi, như vậy là các bác dùng như vậy nếu mà tính ra thì chắc chỉ mất 100 con thôi. 100 con cho một cái túi đựng rác như này. Đấy, và nó đã có dập sẵn cái này rồi, về nhà các bác chỉ cần bóc vào cho em như này. Đó. Bóc vào thôi. Đó, các bác bóc vào cho em. Đó. Và ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác ấy luôn. 35.000 một túi nhá. 100.000 ba túi. Đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là túi để các bác đựng rác này. Đấy. Và có luôn cho các bác cả cái phần quai đây, quai nó ở nằm ở đây này. Đấy các bác, quai nằm ở đây. Thì các bác khi các bác dùng khi vứt rác thì mình giật cái phần quai này lên. Kéo cái phần quai này lên các bác nhá. Đó. Đây. Cái phần quai này các bác kéo lên chưa? Đấy. Quai này kéo lên. Còn cái này các bác bỏ rác vào đây. Túi thì trông mỏng này thôi nhưng mà rất là dài các bác. Mỏng này thôi nhưng mà rất là dài. Thì các bác đựng rất là tiện ích luôn. Đó, rất dài nhá. Rất dài luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 35.000 cho một bịch như này. 35.000 và 100.000 là ba bịch luôn. Combo 100.000 ba bịch. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy xay Osaka nhé. Máy xay Osaka. Đó, nó sẽ là một con máy của thương hiệu Osaka của Nhật này. Đó, con này thì giá sẽ là 145.000. Đấy, nó sẽ có các cái phần lưỡi xoay như này. Có phần lưỡi xoay này, các bác đặt vào đây cho em này. Đấy, là mình xoay này. Rất tiện ích luôn, đặt vào đây. Rồi, các bác chỉ cần là đưa vào là mình xay thôi. Xay thịt, xay tôm, xay cá đều được hết nhá. Nhấn nút ở đây luôn. 145.000 cho một con máy xay Osaka như này. Sử dụng điện 220V. Rất là tiện ích luôn. 145k nhá, máy xay Osaka. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp. Con này thì giá của nó sẽ là đi 260.000 và bên em bao ship, bao gồm một thân máy như này. Con này thì nó sử dụng con này trước em đang bán là 260.000, đợt này giá chỉ còn cho các bác 160 cành thôi. $160.000 cho con máy như này nhá. Đó, con này thì về các bác chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim, các bác lắp pin vào đây xem, 4 cái pin con thỏ nhỏ. Giá cực tốt luôn, giá này không bao gồm pin nhá. Về nhà các bác tự mua pin thôi. Đó, về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim. Đấy, bác nào cũng nên có, đặc biệt là tuổi già thì nên sử dụng con này. Máy đo huyết áp 160.000. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Unica Japan này, nội địa của Nhật, hộp 5 mũi khoan tháp. Có tặng kèm cho các bác một cây lấy dấu luôn. 1 2 3 4 5, một cây lấy dấu. Đó. Thép của nó là thép gió phủ titan, giá sẽ là 180.000 đây. Đấy, lấy dấu này, đóng vào là có dấu luôn. Đây. Ấn vào này là có dấu các bác này. Đó, rất tiện ích luôn. Bao gồm là một cây lấy dấu và 5 mũi khoan, giá chỉ có 180.000 thôi. Hộp 5 mũi khoan tháp, hộp nhôm 180k. 180.000 nhá, 180.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bánh xe nâng đồ nhá, bánh xe nâng đồ như này bao nhiêu nha. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái chân bánh như này, chịu lực là mỗi cái là 150 cân, 150 cân, tính tổng trọng tải là sẽ là đi 4 bánh là đi 6 tạ nhé, 4 bánh là 6 tạ và một cái con nâng như này. Đấy, các bác chỉ cần là đưa vào mình đây, nâng cái tủ của mình lên, đó, nâng những cái tủ của mình lên, sau đó thì mình để cái chân này vào. Đấy, tủ lạnh, máy giặt, rồi đồ đoàn các thứ lên cho em là 80k, hàng Việt Nam chất lượng cao luôn, hàng Việt Nam chất lượng cao, dụng cụ chuyển đồ đa năng, giá sẽ là 80.000, đó đầy đủ đây. Các bác nâng đồ lên sau đó thì mình đặt vào là xong, rất tiện ích luôn. Dụng cụ chuyển đồ 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khò ga nhá. Khò ga thì nó sẽ có hai loại, một là khò ga đại, hai là khò ga đồng. Khò ga đại này thì sẽ là 90.000, đấy. Còn con khò ga đồng này thì sẽ là 80.000 nhá, khò ga đồng này là 80.000, đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm kìm nhọn này, đó. Kìm nhọn thì nó sẽ là hàng Nhật bãi như này. Giá thì sẽ là 40.000 đồng chiếc thôi. 40.000 đồng chiếc kìm nhọn như này nhá. 40k. Giá cực rẻ luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái băng dính hai mặt nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái loại băng dính hai mặt như này. Để các bác dùng để mình dính nó băng keo trong hai mặt luôn. Các bác dính tủ dính ổ điện rồi điếc, còn nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện nhá. Băng keo trong hai mặt như này. Đấy, đây các bác bóc ra này. Mình để dính đồ dính đoàn này nó hai mặt luôn. Giá gửi tới các bác, giá đợt này gửi tới các bác rất là tốt luôn, chỉ có 20k thôi, 20k cho một cuộn băng keo trong hai mặt thế này, 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá, kéo cắt cành trên cao rất tiện ích luôn. Con này thì các bác dùng để cắt cành trên cao, có kèm cả cưa và có cái đầu như này, về nhà các bác xỏ vào cho em, xỏ vào cái xào nhà mình ấy. Giá sẽ là 130.000 nhá, 130k thôi con kéo cành trên cao như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan này, đó. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật hẳn hoi luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm. Đó là cái con đèn thần tài nhá. Đèn thần tài. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 60.000 thôi. Đợt này về cho các bác giá tốt, 60.000, trước là 65.000. Các bác nâng lên cho em này, sau đó thì mình tháo ra này. Đấy, ở đây thì các bác lắp ngược lại cái này cho em. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác cái công tắc này, bật cái công tắc này lên. Chạm nhẹ mà nó sẽ lên này. Chạm nó tắt này. Đấy, hoặc các bác có thể thổi được. Thổi theo kiểu như truyền thống là mình thổi đèn nến ấy. Đó. Nhưng mà trước khi muốn thổi nó lên ấy thì các bác phải bật cái công tắc này trước nha, pin nó lên này, pin lên này, các bác thổi đi. Đó, các bác theo. Đó. Thì con này rất là tiện luôn. Giá sẽ là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Các bác có thể để trên ban thờ, nó chạy bằng pin, sạc pin thì rất là an toàn. Đấy, và có cả điều chỉnh chiết áp luôn, điều chỉnh sáng tối luôn. Đó, bật lên này. Bật lên cho em này. Đó. Đây. Con này thì đa di năng luôn, có cả điều chỉnh sáng tối nhá. Rất là sáng đấy các bạn. Mất điện các bác cũng có thể dùng ăn cơm ăn nước được. Đó, rất là tiện. Nói chung là sơ cua khi mất điện. Đó, đây. Rất là ngon lành luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Một con đèn thần tài như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 60.000 cho con đèn thần tài như này nhá, 60k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên lên cho bác đó là hôm nay bên shop về cho bác hai cái dòng chai xịt nhá. Đầu tiên thì nó sẽ là xịt bếp. Con này thì sẽ là 45.000 trên một chai nhá. Đấy. Các bác xịt để mình tẩy các cái vết dầu mỡ vết bám. Đó. Lên cho em là xịt bếp, con này thì sẽ là 45.000 một chai. 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Còn cái chai này thì nó sẽ là xịt nhà vệ sinh nhá. Xịt nhà vệ sinh thì con này của nó sẽ là con xịt nhà vệ sinh này thì sẽ là 50.000 nhá. 50k cho cái chai xịt về nhà vệ sinh như này. 50k. Đó. Thì cái dòng này khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dòng bọt như này các bác này. Đấy, dòng bọt như này. Thì nó giúp cho các bác tẩy rất là tốt luôn. Tẩy sạch các cái cặn bám, vết dầu mỡ, vết cặn bám. Đó. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Tẩy sạch vết dầu mỡ, vết cặn bám, vết canxi nhá. Đó.
Con xịt bếp này thì là 45.000, còn con xịt nhà vệ sinh thì sẽ là 50.000. Xịt bếp là màu vàng, còn xịt nhà vệ sinh là màu xanh. Vâng nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay hạt nhá, máy xay hạt. Hay còn gọi là máy xay khô. Đấy, cái này chỉ xay khô thôi, xay các loại hạt nhá, sử dụng điện 220V. Rất là khỏe luôn các bác, chỉ cần cắm vào là xay. Có các cái đầu lưỡi xay như này. Đấy, xay hạt, xay khô, xay tiêu, xay điều, xay cà phê. 120k cho con máy xay khô như này nhá, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối nhá. Cái vòi này thì các bác nối vào cái vòi rửa bát này, hoặc là các cái phần mà vòi rửa chân, rửa tay đều được hết nhá. Rửa chân, rửa tay, rửa bát. Ở đây nó sẽ có sẵn cho bác là cái gioăng này rồi, cái gen xoáy rồi, các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Đấy, có chế độ điều chỉnh nước một tia hoặc là nước vòi hoa sen. Có lên theo là vòi nối nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 70k. Đấy, 70k cho cái vòi nối như này. Lên theo là vòi nối này. Vòi nối giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cà lê nước nhá. Con này thì sẽ là 55.000 trong cái cà lê nước như này. Giá sẽ là 55k. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng cho em để mình vặn ống nước này. Đấy, mình vặn ống nước này. Độ mở của nó lên tới gần 7 cm. 6/8 này. Đấy. Các bác sửa chữa ống nước thì bắt buộc phải có con này, dùng rất là tiện luôn. Đó. Cà lê nước giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho con cà lê nước như này, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ sen quạt tăng áp nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cả một cái bộ sen như này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy. Cả một cái bộ sen như này nhá. Đấy. Đóng ngắt trên tay này. Đấy, đóng ngắt trên tay luôn. Và có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy, đóng ngắt trên tay như này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên với em, ghi giá cho anh Minh cái này. Sen quạt giá sẽ là cái này là bao nhiêu? 90k nhá. 90k cho con sen quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt rỉ nhá, xịt rỉ hay còn gọi là xịt P7. Đấy. À không, cái này là cái chai vệ sinh điều hòa nhá. Đấy, vệ sinh điều hòa, một cái dòng sản phẩm mới của bên em. Đó. Thì các bác xịt trực tiếp vào cái lưới điều hòa như này nhá. Đấy, xịt trực tiếp vào cái phần cái lưới điều hòa như này thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này, làm thông thắng điều hòa này và điều hòa không bị mùi nhá. Đấy. Lên trang là vệ sinh điều hòa. Con này sẽ là 45.000 cho một chai vệ sinh điều hòa như này. Tiếp theo thì bỏ đây luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng gỗ nhá, vòng trầm gỗ. Đấy, bằng gỗ trầm tự nhiên như này. Đấy, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, cực kỳ là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? 50.000 nhá. Lên trang là vòng trầm gỗ, giá sẽ là 50k. 50k cho cái vòng trầm gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ của thương hiệu Philips, giá sẽ là 170.000 cái tăng đơ Philips như này nhá. 170k đó. 170.000. Mấy cái đôi giày nó bỏ ra đây luôn, mấy cái giấy nó bỏ đây. 170.000 cái bộ tăng đơ Philips như này nhá. Đây là cái đế sạc của nó này. Đấy, đây cục sạc này. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là các cái cữ này và một cái bộ tăng đơ cực kỳ là ngon luôn. Đây, hàng thương hiệu Philips, cực kỳ là dày dẫn bền bỉ và chắc chắn cho các bác nhá. Đó. Rất là dày dẫn bền bỉ chắc chắn các bác luôn, rất là ngon các bác này. Đó. Lên theo là tăng đơ Philips nhá. Con này thì trong shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cái bộ tăng đơ Philips như này. 170.000 các bác nhá. 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn lau kính nhá. Một bịch này của nó thì sẽ là 10 chiếc. Đó, các bác dùng để mình lau kính, lau bàn, lau ghế đều ok hết nhá. Khăn lau kính 50.000 một chiếc, một bịch 10 chiếc. Cái này thì nó thấm hút rất là ấy luôn, thấm hút rất là tốt luôn, cho nên là và bám bụi rất là tốt. Khăn lau kính 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái rổ vo gạo bằng inox, 75.000 cho cái rổ vo gạo bằng inox như này, rất tiện này. Các bác dùng để mình vo gạo này. Đấy, vo gạo vệ sinh rất là tốt luôn. Ở đây nó sẽ có cái phần nghiêng như này và đặc biệt là cái phần lọc như này, thì khi các bác rót nước ra thì cái gạo nó sẽ không bị chảy ra ngoài, nó lãng phí các bác nhá, và rất là sạch sẽ luôn. Inox 304. Ngoài dùng để vo gạo thì các bác có thể dùng để rửa rau. Đường kính của nó vào khoảng là 25 cm, rất dày dẫn chắc chắn. Inox 304 nhá, Su 304, 75.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái găng tay lao động nhá. Một bịch này của nó sẽ là 70.000 12 đôi, còn em bán lẻ thì sẽ là 5 đôi là sẽ là 40.000, 5 đôi 40.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED thì có hai mẫu. Đấy. Mẫu này là mẫu cũ này. Đấy. Đồng hồ LED mẫu cũ. Con này thì giá của nó sẽ là 110.000 cho cái đồng hồ LED mẫu cũ như này. Đấy. À mẫu mới nhá.
Đồng hồ LED mẫu mới là 110.000 đấy. Còn đồng hồ LED mẫu cũ cũ nhỏ hơn thì sẽ là 140.000 đây. Con này thì nó sẽ nhỏ hơn. Đấy thì tùy các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Có hai loại mẫu cũ mẫu mới như này. Đây, con này thì nó sẽ là cái LED mặt gương nhá. Cái này thì sẽ là LED mặt gương này. Còn cái này nó sẽ là LED số này. Đấy. LED này thì nó sẽ có số nổi như này, còn cái con này thì nó sẽ là mặt gương. Đấy, mặt nó trắng gương như này. Đấy, đồng hồ LED cũ là 140.000. Đấy, lên trên là đồng hồ LED cũ nhá. 140.000 một con đồng hồ LED cũ như này. Còn con đồng hồ LED mới này thì sẽ là 110.000, 110.000 to hơn và giá hợp lý hơn. Đó, đồng hồ LED cũ 110.000 các bác nhá. Lên trên là đồng hồ LED cũ. Giá sẽ là 110.000 cho con đồng hồ LED cũ như này. Đó, rất là đẹp luôn các bác. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cân 10 nhá. Đấy, con này thì đợt này về lại có pin. Đó, cân tiểu ly 10. Đấy, con này thì các bác dùng để mình cân đồ nhà bếp này, rồi cân các thứ linh tinh đều được hết, lắp pin vào cho em. Đó. Và nó cân được 10 kg. Mặt của nó thì bằng inox như này nhá, cân của Đức nhá. Đấy. Lên cho em là cân 10. Giá sẽ là 120.000 cho cái cân 10 như này. 120.000 nhá, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước laser nhá. 90.000 cho cái thước laser như này. Con này thì chuyên dùng để bao nhiêu đấy? Hả? Đấy, thước laser như này. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái tia laser đo dọc và đo ngang. Đấy. Đo dọc ngang và đo góc vuông đầy đủ hết này các bác này. Đó, đây, rất sáng luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là các loại thước này. Đó, các loại thước Livo này. Đấy, rất là sáng luôn các bạn này. Đó, rất sáng luôn. Soi rất là rõ nhá. Ngoài ra thì sẽ có cả thước rút này. Có cả thước rút ra như này luôn. Đấy, có cả thước rút rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, có thước rút luôn. Combo cho các bác như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác mỗi con thước laser như này giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho con thước laser như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mắc áo nhá. Đây mắc áo như này. Con này thì của nó bằng nhựa mềm và nó có các cái phần nhựa mềm và nhựa dẻo dùng rất là tiện luôn và có các cái phần đai như này khi các bác treo quần áo không bị rơi và có cả móc luôn. Giá thì sẽ là 75.000 trong chục nhá. 75.000 trong chục móc áo như này, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Hàng này của nó thì siêu mềm siêu dai như này, các bác dùng rất là sướng luôn nhá. Siêu mềm siêu dai luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 chục các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn trợ sáng nhá, 40.000 một chiếc như này. Các bác lắp trực tiếp vào xe đạp điện này hoặc xe máy này. Có ốc ác cái thứ đàng hoàng, 40.000 một chiếc thôi. Đèn trợ sáng, giá sẽ là 40.000 một chiếc. Đấy, lắp trực tiếp vào ắc quy nhá, lắp trực tiếp vào ắc quy luôn. Đấy, lắp trực tiếp vào ắc quy rất là tiện luôn. Đấy, giúp cho các bác trợ sáng luôn, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu như này. 15.000 một hộp nhá. Đấy, 15.000 một hộp bao gồm cho các bác là từ 50 đến 100 lưỡi, từ 50 đến 100 lưỡi. Đấy, có lô về thì 50, 70, 80, 100. Đấy, hộp lưỡi câu như này đầy đủ luôn. Các bác tha hồ mình sử dụng nhá. Có cả cước luôn. Cước thì sẽ là 30.000 cho một quận, 30.000 một quận 100m nhá. Còn lưỡi thì sẽ là 15.000 cho một hộp như này. 15.000 một hộp lưỡi câu như này nhá. Lên cho em là hộp lưỡi câu. Giá của nó sẽ là 15.000 một hộp nhá. Cước ơi. Và đưa cước cho anh. 15.000 cho một hộp mà lưỡi câu như này nhá. Đấy. Và đây là cái cước câu này. Cước câu thì sẽ là 30.000 cho một quận như này, 100m luôn. 30.000 một quận 100m, cước là cước 4 ly của Nhật này, đấy, Japan này, cước 4 ly của Nhật 100m luôn, tha hồ thoải mái đây, cước 4 ly siêu dai luôn nhá, đấy, siêu dai luôn. Này thì sẽ là 30.000 nhá, 30.000 cho một quận cước như này, 30.000 cho một quận cước như này. Đấy, tiếp theo thì bên em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái giày lính nhá, giày lính này, giày Mỹ nhá, đấy, giày lính nhá. Giày lính Mỹ nhá. Đấy, giày lính. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ này, USA luôn. Giày lính Mỹ như này. Đó, đây, USA. 390.000 một đôi, bao ship lên tận nhà cho các bác luôn. Dùng cực kỳ là ngon luôn, giày này đi thì rất chất luôn. Đấy, chất của nó này. Các bác biết rồi. Đó, chất của nó rất là ngon luôn. Đó, lên cho em là giày lính. Giày lính này, 390.000 một đôi. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Rất đẹp nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mẫu nước hoa nha. Đầu tiên nó sẽ là nước hoa khách sạn này. Đó. Các bác lên cho em là nước hoa khách sạn, cái này thì rất là thơm. Đấy, lọ của nó thì nó sẽ là một cái lọ như này, dung tích của nó vào khoảng là đi đây. Đấy, một cái lọ nó trong lòng bàn tay này các bác này. Dung tích của nó chắc là vào khoảng là đi
200-300ml gì đấy các bác nhá. Đó, đây. Này thì các bác về các bác tháo cái này ra cho nó, cắm cái bấc này vào. Các bác để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ rất là thơm luôn. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác giá là 30k nhá. Đây mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn. Giá sẽ là 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này. 30k nhá, 30k một lọ nước hoa khách sạn này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái nước hoa Dubai nhá. Nước hoa chiết Dubai, hàng của Made in Dubai các bác này. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 lọ. Đấy, 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá. Nước hoa Dubai, giá sẽ là 70k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 5 lọ nước hoa Dubai như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là nước hoa của thương hiệu Gucci nhá. Nước hoa của thương hiệu Gucci như này. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, Made in UK các bác này. Đó, Made in UK, hàng của Anh. Con này thì sẽ là 120k một lọ như này nhá. 120.000, giá thanh lý. Tiếp theo thì đến cái nước hoa sáp nhá, nước hoa sáp 30.000 cho một lọ như này. Đấy, một hộp như này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đi 4 hộp. 4 hộp nó là hàng sáp. Đấy, nước hoa sáp nó sẽ là hàng sáp. Đây. Đấy, một hộp của nó là có 4 hộp nhỏ này nhá. Đấy, bằng sáp rất là thơm luôn. Đó. Giá này sẽ là 30.000, hàng của Nhật, giá thanh lý cực tốt luôn, 30k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt cành hộp đỏ nhá. Đấy. Đây. Nó sẽ là một cái kéo đựng cho một cái hộp đỏ như này. Con này thì các bác dùng để chuyên cắt cây, cắt cành rất là ngon và mượt luôn. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Kéo cành hộp đỏ, giá sẽ là 100 đây. Hàng Made in Japan này. Đó. Đấy, hàng ốp liền thân như này nhá. Đấy, hàng ốp gỗ này, cán liền thân này, chất liệu của nó là thép không gỉ này. Đó. Cắt thì cực kỳ là ngon luôn. Và cái độ vàm này của nó thì rất là rộng nhá, cắt rất là ngon. Giá thì sẽ là 150.000. Lên cho em là kéo cành hộp đỏ, giá sẽ là 150k cho em như này nhá. 150.000 cho em kéo cành hộp đỏ như này. 150k nhá, 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lưỡi cắt sắt inox nhá, lưỡi cắt sắt inox. Một hộp như này thì sẽ là 100 chiếc, đấy là 380.000. Mua 100 chiếc là 380.000 nhá. Mua lẻ thì bên em bán là 7.000 một chiếc nhá, 7k một chiếc, và bán là từ 5 chiếc trở lên. Đấy, còn mua một vỉ như này sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho 25 chiếc. Còn mua 50 cái thì đây là 25 cái này bằng 130.000 này. 50 cái thì sẽ là bằng 230k đó. Và mua 100 cái thì sẽ là 380.000 nhá, 380.000. 100 cái nó sẽ là một hộp nguyên như này. Một hộp nguyên này là 300 cái nhá. Đấy, chất liệu của nó là lưỡi đỏ nhá. Lưỡi đỏ là dòng lưỡi cao cấp nhất rồi. Còn lưỡi thường của nó thì là lưỡi xanh và lưỡi vàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bơm 2 xi lanh nhá. Hàng Made in Japan này. Đó, Made in Japan, bơm 2 xi lanh, hàng nội địa của Nhật. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Bơm khỏe, đầm hơi. Đó, đầy hơi, đẫy hơi. Đấy, cân hơi của nó là 10 cân nhá, 10 cân. Bơm xe máy, bơm ô tô thoải mái. Giá sẽ là 230.000 nhá. 230k cho một con bơm 2T như này. Lên cho em là bơm 2T 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa đồng Đức nhá. Khóa đồng Đức như này. Đấy, nó màu đồng rất là đẹp luôn. Hàng Made in Germany. Khóa đồng Đức này, rất đẹp cho các bác này. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. 130k cho một em khóa đồng Đức như này. Hàng chống cắt, chống trộm. Đấy, chống cắt, chống trộm, chống các kiểu chống luôn. Đấy. Rất là đẹp các bác nhá. Đấy, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Có 4 chìa và chìa tròn. Chìa tròn như này thì sẽ là chống cắt, chống trộm rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con khóa Đức như này các bác nhá. Đấy. Khóa đồng Đức 130.000 các bác nhá. 130k cho mấy em khóa đồng Đức như này. Đấy, khóa đồng Đức 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là máy xay máy xay cầm tay nhá. Con này thì các bác dùng bằng tay không thôi, không cần phải dùng điện đó mới cả, rất là tiện luôn. À đấy, hàng cắm điện này, quên các bác, nhầm. Các bác cắm điện như này cho em nhá. Đấy, cắm điện như này. Con này thì sẽ là 245.000. Đây, có công tác này, cắm vào, các bác bật lên này. Đấy, thì là các bác cứ đưa trực tiếp vào nồi luôn. Đưa trực tiếp vào nồi như này. Đấy, là nó sẽ xay cho các bác này. Ví dụ như là xay cháo này, hoặc là xay các cái đồ
đồ mà mình muốn làm cho nó nghiền ra thì rất là ngon luôn. Đây có công tắc ở đây nhá, đấy, có số 1, số 2, cắm điện vào cho em là nó sẽ xoay này, đấy, cái lưỡi này nó xoay này. Thì là ví dụ các bác muốn đánh cháo này hoặc là xay các cái thực phẩm đều ok hết nhá. Giá của nó con này sử dụng điện 220V, lên cho em là máy xay cầm tay nhá, giá sẽ là 245.000. Con này thì rất tiện dụng luôn, máy xay cầm tay. Thì các bác này ví dụ như các bác muốn xay các loại thực phẩm này, hoa quả này, chỉ đưa vào cái là nó nghiền cho các bác ra luôn. Đó, rất là ngon nhá, tiện luôn, có thể ăn luôn, không cần phải dùng máy miếc các thứ cối kiếc phiền phức. Tiếp theo thì bên shop về cho con này thì lên theo là máy xay cầm tay 245.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá. Con này giá thanh lý chỉ có 50.000 một chiếc thôi, lên theo là bàn chải điện 50k cho một chiếc như này. Đây nó sẽ là một cái đầu bàn chải rất là ngon như này các bác. Đấy. Sau đó thì về nhà các bác lắp thêm vào, có cho các bác là kèm thêm 4 đầu bàn chải luôn, 4 đầu bàn chải như này. Đây lắp theo cái lẫy này, lắp sập vào này. Đấy. Lắp vào đây cho em. Đây. Các bác ấn nó sập lẫy vào nhá. Đấy nó có cái lẫy đây, các bác lắp cho nó sập lẫy vào này. Đấy, các bác lắp nó sập lẫy vào cho em. Sau đó thì mình sử dụng này. Đó, bật lên này. Đầu bàn chải nó rung. Đó, nó rung như này. Cái này tần suất rung của nó rất là lớn luôn. Đấy các bác này. Đó, thấy không? Đấy, nó rung đấy các bác này. Đó, thì giúp cho các bác là nó có các chế độ rung này, giúp cho các bác là vệ sinh răng lợi, rồi nói chung là đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 50 cành thôi, 50 cành nhá. Lên cho em là bàn chải điện, giá sẽ là 50k, 50k cho cái bàn chải điện như này nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy đồng hồ nhá. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ là combo cho các bác là cả máy cả kim, combo đầy đủ cho các bác luôn, combo đây. Đấy, giá sẽ là 40.000 cho một bộ sản phẩm như này, combo cả máy cả kim luôn. Đó, đây đây là kim của nó này, kim này và máy bên trong đây. Về nhà các bác chỉ cần lắp đặt vào thôi, máy đồng hồ thay cho những cái đồng hồ cũ bị hỏng máy, 40k nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước móc khóa nhá. Đấy, thước móc khóa như này, con này thì nó sẽ là 2 mét, rất là tiện luôn, các bác có thể treo vào móc khóa này, làm thợ làm nghề này rất là tiện nhá. Đấy, rất là tiện luôn các bác này. Đấy, qua theo đó. Rất là ngon nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Hàng của Nhật này, 50.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cước câu nhá. Bao nhiêu một quận này nhỉ? Đây. Cước câu nhá. Hàng này nó sẽ là cái hàng 4 ly, là hàng phổ thông, để cho các bác câu các cái loại cá đều ok hết nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một quận cước câu như này nhá. Một quận này nó vào khoảng là 100 mét. Tha hồ thoải mái cho bác câu luôn. Hàng của Nhật các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là cước câu. Đấy, hàng của thương hiệu Shimano của Nhật nhá. Shimano của Nhật này. Đấy. Rất chất lượng cho bác luôn, Japan này. Đấy. Giá của nó sẽ là 30k cho một quận như này nhá. 30k cho một quận cước câu như này. Lên cho em là cước câu 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái bàn là hơi nước mini như này. Con này rất là nhỏ gọn luôn. Đó. Điện 220 có điều chỉnh, có điều chỉnh này. Đấy, có cái phần thì các bác châm nước vào đây. Đấy, đây cái nắp này, cái quai này để các bác châm nước vào cho em này. Đấy. Đây, các bác tháo cái đầu này ra, châm nước vào đây, châm nước vào đây. Đấy, cho nước vào đây. Đấy, nói chung là bàn là hơi nước xịn sò ngon lành. Thoải mái cho bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho con bàn là hơi nước mini như này. Bàn là hơi nước mini giá sẽ là 130k nhá. 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là cây nhá. Bàn là cây. Đấy, thì con này cũng có hơi nước luôn. Và các bác dùng để mình là quần áo các thứ rất là ok. Công suất của nó là 150W, xoay 360 độ luôn. Đó, rất là ngon. Hàng dày dẫn chắc chắn, hàng của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là đi bàn là cây thì bao nhiêu Phương? Hả? Lên đi là bàn là đứng nhá, 370.000. Đó, đây. Rất xịn sò con bò luôn các bác này. Đó. Bàn là đứng 370.000. Nó sẽ là bằng cơ chế là hơi nước nó sẽ ra và giúp cho quần áo của các bác phẳng đẹp. Và con này ưu điểm của nó thì nó sẽ là chống cháy quần áo rất là tốt luôn. Đấy, các bác chỉ cần vuốt này là phẳng luôn. Lên cho em là bàn là đứng nhá. Đấy, bàn là đứng như này dùng thì rất là an toàn. Đấy, giá sẽ là 370.000. 370.000 bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 370k cho con bàn là cây như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó.
lên cho em là bàn là cây nhá, bàn là cây hoặc bàn là đứng, giá sẽ là 370.000, 370k. Đó, rồi ok. Hello các bác xem kênh, đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái ổ điện 3 tầng này. Đây, con ổ điện 3 tầng như này, có chân cắm USB nhá, có 1 2 3 chân cắm USB. Dây dài thì khoảng trên 1 mét này, có chân cắm USB. Đấy, và tổng của nó là mỗi tầng này là có 4 ổ, có công tắc đóng ngắt nhá. Một con ổ 3 tầng như này thì các bác dùng rất là đã luôn. Các bác để đầu những cái khu nào mà mình cần phải cắm thiết bị nhiều thì mình dùng con này chứ, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 100 cái ổ 3 tầng này bao nhiêu Phương? 150.000 nhá, 150k cho một con ổ 3 tầng như này, 150.000. Có 3 chân USB này, 3 chân USB, có công tắc đóng ngắt này, có cầu dao an toàn luôn. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện, 150.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá, cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 130.000 cho một con cân sức khỏe như này. 130k, có kèm cả pin biếc đầy đủ cho bác luôn. Kèm pin, kèm thước đo đầy đủ cho bác một con cân như này. Các bác dùng thì mình cân thì rất là tiện, lắp vào là mình cân thôi. Lắp vào là mình cân nhá. Cân này thì mặt cân của nó là kính cường lực này. Mặt cân kính cường lực các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, số điện tử mặt cân kính cường lực có báo nhiệt độ cho các bác luôn. Đó, mặt cân kính cường lực. Con này cân được tới là 190 kg, 188 kg. Các bác cứ để trong để đầu nhà để mình trong góc nhà để mình đo đạc rồi cân đo sức khỏe các nhá. Cân sức khỏe. Giá sẽ là 130.000. Lên cho cân sức khỏe 130k nhá. 130k cân sức khỏe này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhé. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một con chắn bếp ga như này, 25k. Các bác dùng thì mình chắn bếp ga này, 25k. Đó, chắn gió bếp ga thì mình dùng để mình đặt vào cái bếp ga nhà mình chắn cho gió bão nó khỏi gió gọi là gió quạt, mình đun hoặc quạt hoặc gió ngoài tự nhiên nó sẽ tạt nó mất ga đi và các bác đun nó sẽ không được giữ được nhiệt. 25.000 nhá. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt. Cái chai này là để các bác xịt khởi động lại động cơ bị ấy nhá. Đấy, xịt RP7 này, RP7. Xịt RP7 giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho chai xịt RP7 như này. Đấy. Làm cho động cơ của các bác bị chống bị han gì các thứ là khởi động lại động cơ này, ốc vít các thứ này. Đấy, rất là tiện luôn. Bác này sửa chữa này. Hàng của Haboshi của Nhật nhá, Haboshi của Nhật. Đó, 50.000 cho chai xịt RP7 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ ba trà lưng, giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000 thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây, thì các bác nhận được hàng là trong túi như này. Đấy, trong túi như này nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái dây này. Cái này là cái dây để các bác tắm thì lúc các bác kỳ thì mình kỳ lưng này, lưng rồi nói chung là chân tay đều được hết, mình cầm mình kỳ. Đấy, tiếp theo là một cái bông tắm như này, một cái bông tắm như này. Đó, bông tắm thì các bác đeo vào tay này cho em để mình tắm này. Đấy, tiếp theo là một cái cọ như này. Cái cọ này thì các bác đeo vào tay này cho em này. Đấy. Đây. Các bác có thể đeo vào tay như này, đeo vào tay như này để mình đây, đeo vào tay như này. Đấy, đeo vào tay này mình kỳ này. Đấy, nó rất là tiện nhá. Đây, nó có cái này. Các bác đeo vào mình kỳ này. Đấy, kỳ này thì nó sẽ rất là sạch này. Đấy, sạch vệ sinh mà rất là thích luôn. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mặt như này. Các bác có thể đeo tay vào như này. Đeo tay này mình kỳ cọ cho em. Đấy, khi mình tắm thì mình kỳ cọ rất là thích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 nhá. Bộ ba trà lưng, giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái bộ ba trà lưng như này nhá. 30.000 cho bộ ba trà lưng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy đánh trứng, giá sẽ là 80.000 nhá. Con này thì nó sẽ là một con máy chạy bằng pin như này. Đấy, một con máy chạy bằng pin này. Đấy, chạy bằng pin và nó sẽ có hai đầu như này, một đầu gọng vó và một đầu lò xo như này. Đấy. Các bác đưa vào đánh trứng, đánh cà phê. Buổi sáng các bác pha cà phê đưa con này vào đánh. Rất là ngon luôn nhá. Máy đánh trứng, đánh cà phê. Giá thì sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con máy đánh trứng đánh cà phê như này. Rất là tiện luôn, dùng rất là ngon. Máy đánh trứng đánh cà phê rất là ngon luôn nhá. 80k cho con máy đánh trứng đánh cà phê như này. Đó, còn đây là cái bông để các bác khi mình tắm thì mình kỳ. Đây. Đấy, đeo vào này cho em này. Đấy, kỳ rất là sạch luôn. Đó, đây. Đấy, rất là tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 30.000 cho một cái bộ combo như này. Combo này. Bộ ba trà lưng nhá. Bộ ba trà lưng. Giá sẽ là 30.000. Rồi ok. Hello các bác nhé. Hôm nay thì bên shop lại về một số cái mã dây cáp sạc. Thì em lại lên video gửi tới các bác này. Đấy. Dây cáp sạc thì hiện tại bây giờ em đang có tổng là 4 mẫu nhá. Tổng là 4 mẫu như này. Để gửi tới các bác này. Đó. 4 mẫu dây cáp sạc luôn. Đó. Thì đầu tiên nó sẽ là cái dây sạc gầy như này. Con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho cái đầu dây sạc gầy như này. Cái này thì nó sẽ là 1, 2, 3 đầu sạc này. 3 đầu sạc, một chân đầu USB như này. Đó.
thì đây là cái dây thứ nhất nhá. Dây thứ nhất con này sẽ là 30.000. Đó. Tiếp theo là một cái dây sạc mà nó là có tới 4 đầu sạc luôn, và cái đầu này của nó bằng thép này. Đây. Đấy, đầu tiên của nó sẽ là đầu sạc iPhone này. Khi các bác dở ra thì nó sẽ là hai đầu sạc Type-C, thì các bác dùng cho Type-C cũng được. Nó là dây của nó sẽ là dây chống rối như này. Dây chống rối này dùng rất là thích luôn. Nói chung là con này là đa di năng luôn, nó là một trong 4 luôn mà nó là sạc nhanh này. 27W Max Pro luôn. Đó, đây. Thì con này thì cực VIP rồi. Đó. Con này thì sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho cái các bác lên cho em là dây sạc 4 đầu. Con này thì đúng là nó có 4 đầu thật. 1 2 3 4, hai đầu Type-C, một đầu iPhone và một đầu USB như này. Dây sạc 4 đầu, giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000. Tiếp theo thì em có các bác một cái dây sạc 100W. Con này thì nó có một cái cục nguồn ở đây để tự ngắt nhá. Dây sạc tự ngắt giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Dây sạc tự ngắt nó sẽ có hai đầu như này. 1 2 3 đầu, nó cũng 3 đầu nhá. Giá sẽ là 40.000. 40.000 các bác nhá. Đó, tự ngắt thế này. Tiếp theo thì em sẽ có cho các bác một cái mẫu dây sạc nữa, đó là cái dây sạc béo nhá. Nó cũng 3 đầu. Đấy, cũng 3 đầu như này và một đầu cắm cũng bằng thép hết nhá. Bằng thép hết, có đèn báo. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000. Đó, thì em bên em đang có là loại 30, 35, 40 và 50. Đấy. Cái dây đỏ này, dây đỏ là sạc gầy này. Đấy, thì có hai loại sạc gầy và sạc béo. Sạc gầy là 30, sạc béo là 50 này. Đó, đều là 3 đầu này. Tiếp theo là một cái sạc tự ngắt này. Cái này nó sẽ là sạc tự ngắt thì sẽ là 40.000. Đấy, sạc tự ngắt là 40.000. Ngoài ra thì nó sẽ có một con dây sạc đa năng 4 đầu nữa. Dây sạc đa năng 4 đầu thì con này sẽ là 35.000. Đấy, 35, 40. Con này là 30 này, một con 35 này, một con 40 và một con 50. Đó, có 4 cái dây sạc tất cả nhá. Bên em hiện tại là đang có 4 cái dây sạc như này. Tiếp theo thì một cái mẫu củ sạc nhanh của thương hiệu, dây sạc nhanh của thương hiệu iPhone. Đấy. Dây sạc nhanh, đấy. Đây, bao gồm cả dây cả củ như này, giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi, 55.000 nhá. Đó, 55.000. Một củ và một dây. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone 55.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái củ sạc đa năng. Cái này thì nó chỉ có củ không thôi. Đấy, chỉ có củ không thôi thì bắt buộc các bác phải mua một trong bốn cái dây này thì mình mới cắm điện thoại được. Đó. Thì các bác có thể là mua dây béo, dây gầy hoặc là cái dây đa năng này cũng được. Các bác có thể mua con dây đa năng này cũng được. Cắm vào đây cho em này. Đấy. Mua con dây đa năng này cắm đây cho em. Thì giá con này sẽ là 65.000 và cộng một cái dây này 35.000 nữa, chẳng hạn thế. Thì ví dụ các bác có con này rồi mà các bác có điện thoại iPhone thì cắm cái này, mà điện thoại Samsung thì lại rút ra cắm cái này. Rất là tiện luôn. Đấy. Rất tiện nhá. Thì con này các bác lên cho em là củ sạc điện thoại, tức là cái này nó chỉ có củ thôi, không có dây nhá. Củ sạc đa năng, giá sẽ là 65.000. 65.000 cho con củ. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con củ sạc đa năng như này. Lên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, con này giá sẽ là 80.000 các bác này. Đấy, em vừa nãy nói nhầm là 65.000, con này là 80.000. Rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Tiếp tục các mã hàng bên shop tiếp tục về cho các bác trong ngày hôm nay. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc chúng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái đèn dầu nhá. Các bác lên cho em là đèn. Con này có phải đèn dầu không? Các bác lên cho em là đèn dầu nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dạng giả cổ rất là đẹp luôn. Các bác có thể vừa dùng để co trang trí, vừa dùng để mình sử dụng luôn. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cái phần để các bác châm dầu vào đây cho em này. Châm dầu vào đây cho em. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Con này thì giá rất tốt nhá. Chỉ có 130.000 cho một con đèn dầu như này thôi. Về nhà thì các bác châm dầu hỏa vào, mình sử dụng thôi. Ở đây nó sẽ có sẵn bấc cho các bác rồi. Đây, có sẵn cái bấc này các bác này. Các bác có thể tăng giảm bấc ở đây nhá. Tăng giảm bấc ở đây, rất tiện luôn. Đấy, và khi mình châm thì mình có thể là nhấc cái này ra để mình châm này. Hoặc các bác có thể xoay trực tiếp được. Lên cho em là đèn dầu. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Các bác lên cho em là đèn dầu này. Đó. Đèn dầu giá sẽ là 130.000, 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi chéo dàn di nhá. Túi chéo thì bên em có hai mẫu, đó là túi chéo da bò và túi chéo dàn di. Đó. Dàn di thì nó cũng về hai màu dàn di như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ là hai màu dàn di như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Con này thì các bác có thể mua để đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt, đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh, điện thoại, giấy tờ, ví tiền. Đấy, các bác đựng ở cái ngăn đằng trước này rất là ngon luôn. Đây,
Đấy, nó sẽ có cho các bác là một ngăn bé đằng trước này và một ngăn to này. Đấy, một ngăn to thì các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40 cành thôi nhá. Giá chỉ có cho các bác là 40 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là túi chéo dàn di nhá. Túi chéo dàn di. Chiều cao của nó thì vào khoảng 30 và chiều rộng khoảng 20. Đấy, con này thì các bác lên cho em là túi chéo dàn di. Giá của nó sẽ là 40k. Đấy. Lên cho em là túi chéo dàn di này. Túi chéo dàn di nhá. Dàn di giá sẽ là 40k một chiếc. 40k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái mẫu túi chéo da bò này. Đấy. Túi chéo bằng da bò như này. Và có cho các bác là bỏ ra đây luôn để quay. Và có cho các bác là hai màu, màu xám như này. Đấy, màu xám như này và màu xanh, màu xám và màu xanh. Giá thì sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho một cái con túi chéo da bò như này. Chất liệu của nó thì bằng da bò tự nhiên nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đấy em cào cũng không bị gì luôn đây các bác nhá. Đây, đây. Đấy, đây, con này. Các bác thấy chưa? Đấy cái phần này thì bằng inox rất là sắc luôn mà cào vào cũng không có hề hấn gì các bác nhá. Đấy các bác thấy chưa? Nó không có hề hấn gì luôn, không có một vết xước luôn. Chất liệu bằng da bò tự nhiên, về nhà em bao các bác test đốt thoải mái luôn nhá. Test đốt thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 140.000. Lên mã giúp cho em đó là túi chéo da bò nhá, túi chéo da bò. Da bò giá sẽ là 140k một chiếc nhá. 140.000 cho một em túi chéo da bò. Đấy. Thì kích thước thì nó sẽ là na ná như nhau. Đấy nhưng mà nó khác nhau nhá. Đấy nó khác nhau về một cái dòng là chất liệu là bằng da bò tự nhiên, còn một dòng là nó sẽ là bằng hàng vải thô quân đội như này, cũng rất là bền đẹp và nhẹ chắc chắn. Đấy quay đeo như này rất là tiện ích luôn. Đấy túi chéo da bò và túi chéo dàn di. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Tiếp theo thì bên shop về được một ít cái máy đồng hồ các bác này. Đấy một cái máy đồng hồ như này các bác nhá. Đấy máy đồng hồ như này. Về nhà thì các bác lắp kim vào cho em. Bên em sẽ gửi kèm cho các bác là cả lẫy kim các thứ, về nhà các bác lắp vào cho em. Lắp kim thì nói chung là các bác là thợ hoặc là bên tháo ra thì sửa chữa thì các bác biết rồi. Đấy. Một con máy đồng hồ như này nó chạy bằng pin đồng hồ nhá, chạy pin đồng hồ bình thường. Thì nhà các bác đồng hồ bị hỏng thì các bác có thể dùng để mình thay tháo cho em. Dùng để mình thay tháo cho em rất là tiện nhá. Lên cho em là máy đồng hồ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái máy đồng hồ như này. Đấy nó sẽ có sẵn cho các bác là kim này. Đấy, kim đây. Đấy em sẽ gửi sẵn kim cho các bác luôn. Đấy đủ 3 kim. Kim giờ, kim phút và kim giây nhá. Kim giờ, kim phút, kim giây. Đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ. Các bác lên cho em là máy đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc. Cái này thì bên em bán là không có kèm pin đâu. Về nhà các bác tự lấy pin nhà mình thôi. Lên cho em là máy đồng hồ 40k. Đây. Đấy máy đồng hồ 40.000 các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhẫn mạ vàng này. Đấy, lên cho em là nhẫn vàng. Con này thì nó sẽ là dòng vàng 18 carat, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng thép thép của nó là thép trắng không gỉ và mạ vàng. Ở đây thì nó sẽ là thuộc cái dòng là cơ chế là bóp vào như này được này. Đấy thì tay to tay nhỏ các bác chỉ cần bóp vào như này cho em là xong. Đấy sau đó thì mình đeo vào. Rất đẹp luôn. Đó các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Đó. Vàng của nó là mạ vàng 18 carat nhá. Mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đấy các bác thấy chưa? Đeo vào rất là đẹp luôn, hình con rồng này. Hình con rồng cực kỳ đẹp luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn vàng. Giá thì chỉ có 20.000 cho một cái nhẫn vàng như này thôi. 20k cho một chiếc nhẫn vàng như này. Đấy, nhẫn vàng hình con rồng, cực kỳ tài lộc cho các bác luôn. Đấy, cực kỳ là hút tài lộc cho các bác luôn nhá. Lên cho em là nhẫn vàng con rồng. Giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa Zippo nhá. Bật lửa Zippo, hàng của Mỹ. Đấy thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, USA này, hàng của Mỹ USA đây. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc, màu vàng và màu bạc như này. Giá thì sẽ là 95k nhá. 95k cho một con bật lửa Zippo như này. Hàng nguyên đai nguyên kiện, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện, chưa qua sử dụng, bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị, giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. 95.000 một chiếc thôi nhá. Đấy. Về nhà thì các bác sử dụng xăng thơm cho em. Đây. Đấy đây các bác này, còn nguyên tem này các bác này. Đấy, còn nguyên tem này. Đấy các bác theo, đây. Đấy, bật lửa Zippo nhá, cực kỳ ngon luôn. USA American, hàng của Mỹ nhá. Đấy, hàng của Mỹ, cực kỳ chất luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo, giá sẽ là 95.000 một chiếc. Đó, 95.000 cho một con bật lửa Zippo như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây, made in USA này, made in USA. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món này. Giá sẽ là 25k. Sản phẩm sẽ bao gồm là một con nạo to, thì con này sẽ bao gồm là một nạo sợi, một nạo vỏ này, một con nạo nhỏ này, con này thì có cái đầu để các bác khoáy cái phần sâu này, và một con dao như này. Con dao nhọn này các bác dùng để làm
lòng gà, lòng gà rồi làm cá, rồi các bác có thể nhổ lông gà, lông gan, lông vịt ở cái phần nhíp ở đây, rất tiện ích luôn. Combo cho các bác một cái bộ nạo ba món như này, giá thì chỉ có 25 cành thôi, 25.000 cái bộ nạo ba món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, nó là cái vòi vàng đây. Đầu này nó sẽ làm cái đầu vòi như này, thì các bác có thể xoáy để mình điều chỉnh này. Đấy, xoáy để điều chỉnh các cái chế độ nước khác nhau các bác nhá. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là chế độ để các bác xoáy vào đầu nguồn nước nhà mình này, và có cho các bác chế độ đó là ngoắt nghéo này. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh ngoắt nghéo như này thì rất là tiện. Con này thì các bác lên theo là vòi vàng. Giá sẽ là vòi vàng bắt tiền đấy nhỉ? Các bác lên mã giúp cho em là vòi vàng nhá, giá sẽ là 35.000. Lên mã giúp cho em là vòi vàng, giá sẽ là 35.000 cho một con vòi vàng như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy, có thể ngoắt nghéo. Các bác chỉ về chỉ cần nó có đầu gioăng đây rồi, có cái đầu gioăng gen xoáy rồi, các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình là xong. Sau đó thì mình có thể tùy chỉnh như này. Được, ok. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu nước hoa hàng của Nhật các bác này, hàng của Nhật đây. Brolamen. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là nước hoa khô nhá. Giá nó sẽ là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp này, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đi 30.000 một hộp sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4. 4 một hộp sẽ một hộp to thì sẽ có cho các bác là 4 hộp nhỏ như này nhá. Đây, đấy. Đây các bác này, đấy nó sẽ là dòng nước hoa khô như này. Và các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp lên tay này, hoặc là lên thái dương, hoặc là lên phía sau cổ đấy, thì tùy các bác muốn sức vào đâu thì sức nhá. Nó sẽ là dòng nước hoa sáp khô như này, mùi thơm dịu nhẹ, rất là dịu nhẹ, dễ chịu luôn. Và giá thì sẽ là 30k cho một hộp như này nhá. 30.000 cho một hộp nước hoa như này, sẽ bao gồm cho các bác là 4 lọ luôn. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khô nhá, nước hoa khô 30.000 cho một hộp như này, bao gồm là 4 lọ, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 4 lọ với lại 4 mùi hương khác nhau. Đấy. Hương Paris này, đấy rồi rất là nhiều các loại hương khác nhau nhá. Ớt men này, Paris này, nói chung là 4 lọ 4 mùi hương như này. 4 hộp với 4 mùi hương khác nhau. Giá thì chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em là nước hoa khô, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái pin 16850 nhá. Pin 18650. Đấy. Hàng pin Li-ion 3,7V. Con này các bác có thể dùng để mình thay tháo và chế cháo các kiểu con là điều được luôn. Giá thì sẽ là 20k cho một viên như này nhá. 20k cho một viên pin Li-ion 18650 như này. 20.000 một viên thôi. Đấy, 20.000 cho một viên pin như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy tỉa lông mũi mini nhá. Con này thì nó sẽ là hàng bằng máy. Giá thì sẽ là 60.000 một chiếc. 60.000 cho một chiếc máy tỉa lông mũi mini như này. Có kèm cho các bác là một cáp sạc này, một cáp sạc và một con máy như này. Đấy, máy như này các bác nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật của thương hiệu Konka các bác này. Konka của Nhật nhá. Đấy. Và nó sẽ là dòng máy như này và dòng dùng để sạc pin nhá, dùng sạc pin đây. 3W này, công suất của nó là 3W. Các bác chỉ cần nhấp này là xong này. Đấy. Ở đây thì con này các bác dùng nó rất là tiện dụng, nó chỉ nhỏ bằng cái máy lửa như này thôi, nhỏ bằng cái máy lửa này thôi. Các bác có thể bỏ ba lô đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Các bác lên mã giúp cho em là máy tỉa lông mũi nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con máy tỉa lông mũi mini như này. Con này thì rất là nhỏ gọn và tiện dụng, các bác có thể mang theo đi du lịch, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng sạc pin về nhà thì các bác sạc vào cho em là xong. Đấy, dùng hết thì mình lại sạc pin vào cho em. Máy tỉa lông mũi mini, giá sẽ là máy tỉa lông mũi mini giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã rất mới, đó là cái đế nóng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đế nóng này. Đấy, con này thì sử dụng trực tiếp điện 220V luôn. Các bác có thể dùng để mình đun nấu và có cả điều chỉnh tăng giảm ở đây nhá. Tắt đi này và có cho các bác là 5 số luôn, 5 cấp số như này. Đấy, cái này của nó bằng gang này thì các bác có thể dùng để mình đun nấu hoặc là hãm trà, hoặc là dùng để hãm trà các thứ đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây, em sẽ cắm điện cho các bác xem. Con này thì các bác cắm vào một lúc cái là nó sẽ nóng cái đế này lên luôn. Thì các bác có thể đặt lên trực tiếp để mình đun nấu các kiểu con này điều được luôn. Đây, đấy nó sẽ có công tắc điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, tắt đi thì nó sẽ tắt đèn này. Và bật lên, các bác bật lên là đèn nó sẽ lên này. Thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2 cái thứ này. Đấy. Và cái này thì các bác cho vào là nó sẽ nóng luôn. Nó là một cái mâm gang nhá. Nó sẽ là một cái mâm gang như này. Nóng luôn đấy. Em vừa để cái là nó đã nóng rồi các bác nhá. Đấy, rất là nhanh luôn. Nếu các bác để số mạnh là nó còn nóng nhanh hơn. Thì con này các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt. Đấy, đi đâu cũng được, công tác mình có thể dùng để mình đun nấu. Nó như một cái mâm gang nhá. Nó như một cái mâm gang. Rất là tiện luôn. Lên cho em là đế nóng nhá. Đế nóng, giá của nó sẽ là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây. Đấy, các bác có thể đun các cái loại xoong nồi, các kiểu con đà điểu được luôn.
Đấy, đun rồi các bác có thể dùng để mình chế biến pha trà các thứ cũng rất là ok. Đây em sẽ có video thực tế đây các bác này. Con này các bác có thể cho cả ấm sứ, ấm sành, ấm sứ lên đun được bình thường các bác nhá. Đấy, nó giữ nóng rất là tốt luôn. Đấy, nó vừa giữ nóng cho các bác khi mà mùa đông mình hãm trà, pha trà các kiểu con là điều luôn, rất tiện ích. Giá thì sẽ là 130.000 các bác nhá, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đuôi hai chân nhá. Cái đuôi này nó sẽ là một cái dòng đuôi cảm ứng. Con này thì nó sẽ tiện hơn cái đuôi thường một chút. Cầm cái đuôi, cả cái đuôi thường này. Con này nó sẽ tiện hơn cái đuôi cảm ứng thường một chút nhá. Con này là về nhà các bác không cần phải đấu nối đấu nủng gì cả. Về nhà thì nhà các bác đã có sẵn cái đuôi rồi. Đấy, có sẵn cái đuôi rồi. Các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi này thì em xong xoáy quả bóng qua đây là nó sẽ cấp điện, và dòng này nó sẽ là dòng cảm biến, và nó sẽ có người đi đến thì nó sáng và đi qua nó sẽ tắt nhá. Nó cũng có điều chỉnh thời gian sáng này và sáng ban ngày hay ban đêm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em đó là đuôi hai chân nhá. Đuôi hai chân giá sẽ là 60.000 cho một con đuôi hai chân như này. Nó cũng là dòng đuôi cảm biến như bình thường thôi. Nhưng mà em gọi nó khác tên đi để nó tránh cái việc là bị trùng tên các bác nhá. Đấy. Con này. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà, rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Đấy. Khi đi gần đến, đèn sẽ tự động sáng. Khi bạn đi qua, đèn sẽ tự động tắt. Lắp đặt một cái ở nhà bếp, lan can cầu thang hay hành lang bên ngoài nhà đều tiện lợi, vừa tiết kiệm điện, vừa sử dụng hiệu quả, rất tiện. Có cái này rồi, bạn có thể chuyển đổi bóng đèn thông thường ở nhà thành đèn cảm biến hồng ngoại. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà, rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Khi đi gần đến, đèn sẽ tự động sáng. Khi bạn đi qua, đèn sẽ tự động tắt. Đó, rất tiện ích cho nhá. Lên mã giúp cho em đó là đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000. Ngoài ra thì bên shop có cái đuôi cảm ứng đây. Đấy, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Con này thì em đang bán với cái giá là 60.000. Đợt này thì con này sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút. Giá của nó sẽ là 55k cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì về các bác phải đấu nối vào nguồn điện. Cái tính năng sử dụng thì nó cũng như con kia, cũng là có điều chỉnh ban ngày ban đêm và thời gian sáng. Ngoài ra thì về nhà các bác phải đấu nối trực tiếp thì nó sẽ mất công hơn một chút. Còn cái con đuôi hai chân kia thì về nhà các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi cũ của mình là xong. Con này thì các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 55k. Đuôi đèn cảm ứng này, đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 55k thôi, 55.000. Đấy, về cho các bác giá tốt hơn một chút, 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Còn con này nó sẽ là đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000. Thì con này nó tiện hơn, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, nhu cầu mục đích của các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cục lọc nước nhá. Đấy, cục lọc nước. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho một cục lọc nước như này. Về nhà thì các bác có thể là bắt vào các cái nguồn cấp nước nhà mình. Ví dụ như là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, rồi các cái nguồn nước mình lắp vào cho em thì nó sẽ giúp cho các bác là cái tính năng lọc nước, lọc cặn bã rất là tốt luôn. Đấy, thì ví dụ như nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet của các bác, nguồn nước của mình mà hay bị bẩn thì các bác dùng con này cho em. Đấy, đây. Thì các bác lắp đặt vào sau đó thì nó sẽ lọc nước cho các bác rất là tốt nhá. Lên cho em là đuôi lọc nước. Các bác lên cho em là củ lọc nước nhá. Củ lọc nước giá của nó sẽ là 50k. 50.000 cho một củ lọc nước như này. Tham khảo cái cục lọc nước mini này. Nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong hoặc là inbox cho em để em hỗ trợ nhé. Màng lọc là inbox 34. Các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt. Các bác có thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Mình có thể xoáy ra để vệ sinh được các bác nhé. Cái mẹo nhỏ mà có thể giúp cho cái máy giặt của nhà các bác sử dụng được bền hơn nhé. Cặn bẩn nó là một cái yếu tố mà nó làm cho cái máy giặt của chúng ta sử dụng nó nhanh hỏng. Đó thì các bác có thể tham khảo cái cục lọc nước mini này. Nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong của lại inbox cho em để em hỗ trợ nhé. Màng lọc là inbox 34. Các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt. Các bác có thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là từ được làm từ titanium các bác này, titanium và các cái hạt nam châm từ trường như này. Thì khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, đấy, huyết áp ổn định. Đây, vừa là vàng, vừa mạ vàng 18 carat thì vừa giúp cho các bác là vừa làm đồ trang sức, vừa giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Đó, lên mã giúp cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá thì đợt này bên shop về cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp này. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Lên cho em là vòng vàng này. Điều hòa huyết áp, điều hòa huyết áp giá sẽ là 40k một chiếc thôi. 40.000 một chiếc vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp khuy cúc nhá. Đấy, khuy cúc áo. Lên cho em là khuy cúc áo này. Một hộp này của nó thì đầy đủ to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác đó là 35.000 nhá.
35.000 cho một hộp khuy cúc áo như này. Đây. Đấy các bác này, rất đẹp luôn. Thì về nhà cúc áo cúc quần đều được hết nhá, cúc áo cúc quần đều được hết này. Ở đây thì nó sẽ sẵn cho các bác là cả cúc này, các màu luôn, cúc các màu và vít như này rồi. Ví dụ như quần áo các bác mà bị hỏng này, bị bong này, hoặc là các bác muốn cho nó nhỏ vào một chút này, thì các bác có thể dùng cái cúc này cho em, nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá, 35.000 cho một hộp như này. Lên cho em là khuy cúc nhá, khuy cúc áo, khuy cúc quần, giá sẽ là 35.000 cho một hộp thôi, 35k cho một khuy cúc áo cúc quần như này. Cái này thì ứng dụng rất là đơn giản thôi, nó có sẵn như này rồi, về nhà các bác không cần phải dùng bằng kim khâu gì cả, nó có sẵn ốc vít như này, các bác về các bác bắt vít vào là xong, cỡ nào thì các bác cũng bắt được hết nhá. Ở đồ ra đã có bộ dụng cụ đóng khuy cúc này, cực kỳ tiện lợi luôn, rất là tiện luôn các bác nhá. Từ giờ sẽ không phải lách kìm bấm khúc thì rất là tiện luôn, các bác chỉ cần là bắt vít vào cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay. Con này thì giá sẽ là 100 cành cho một con đèn cầm tay như này, 100k nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái cáp sạc này. Đấy, và có tấm pin năng lượng mặt trời đây, có tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, và có chân sạc ra cho điện thoại luôn, chân sạc ra cho điện thoại hết pin các bác dùng để sạc cho em. Có báo pin nhá. Đầu tiên nó sẽ có một cái đèn cầu lồi như này, tiếp theo là đến một cái giải LED hai bên như này. Và tiếp theo nữa là một cái đèn pha khá là rọi luôn, đèn pha khá là rọi nhá. Rọi khá là xa luôn đấy các bạn. Đó, một con đèn pha như này. Đấy, tổng của nó sẽ là có 3 đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời đằng sau như này. Giá thì chỉ có cho các bác là một con đèn cầm tay như này, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Bên mã giúp cho em là đèn cầm tay, giá của nó sẽ là 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi lò xo này. Bên mã giúp cho em đó là đuôi lò xo, một con đuôi lò xo như này giá sẽ là 35.000. Đấy, 35.000. Thì đây, em mô phỏng lại cái đuôi hai chân thì về nhà các bác, nhà các bác có sẵn cái đuôi này rồi, các bác chỉ cần bắt vào đây cho em này. Sau đó thì mình bắt cái quả bóng ra đây, bắt quả bóng ra đây. Thì khi có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt. Đấy, rất tiện ích nhá. Con đuôi lò xo này thì sẽ là 35.000, còn cái con đuôi hai chân này thì nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho con đuôi hai chân như này. Con đuôi lò xo này là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá, đèn cúc áo. Con này thì bên shop đang thanh lý, giá cực tốt cho bác luôn, chỉ có 30k thôi, 30k trong con đèn cúc áo như này, siêu sáng luôn các bác này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, con này thì giá thanh lý cho bác chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo, siêu sáng luôn, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Đấy, có nam châm hít rồi, có chức năng khui bia các thứ luôn. Tiếp theo là cái tô vít đa năng nhá. Đấy, tô vít vạn năng. Đây, tô vít vạn năng như này. Đấy, con này thì 8 trong 1 luôn. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là đầu dẹt này. Đấy, đầu dẹt này. Các bác không thích dùng đầu dẹt thì mình lại dùng cái đầu tròn như này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ. Và các bác thấy không? Tiện không? Rất là tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một con vít mini như này nữa này. Đấy, một con vít mini, hàng siêu nhỏ như này. Hàng siêu nhỏ như này để các bác dùng cho các cái loại ốc mini, ốc nhỏ đấy thì cũng rất là ok nhá. Và có một đầu dẹt, một đầu tròn. Các bác có thể đảo chiều để sử dụng đầu dẹt, đầu tròn cho em. Đó. Lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Giá thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một con tô vít vạn năng như này nhá, 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu túi nhá, mẫu túi đây. Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em đó là túi túi nam nhá, túi nam. Con này thì nó sẽ là một cái túi rất là tiện ích để các bác có thể dùng đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học, đi làm đều được hết nhá. Đây, lên mã giúp cho em là túi nam này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải dù quân đội nhá. Vải dù quân đội có quai đeo, quai sách như này. Chiều cao thì vào khoảng trên 20, chiều rộng 20. Và khi mà các bác mở rộng ra thì nó sẽ là vào khoảng 10cm. Con này thì rất là tiện luôn, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt này. Ở trong có một ngăn phụ này. Đấy, tiếp theo là các cái ngăn nhỏ bên ngoài nữa. Con này thì dùng rất là thích luôn. Đấy, rất thích luôn các bạn. Đây, ngăn phụ bên sau nữa này. Con này thì xịn sò lắm, xịn sò con bò luôn các bạn này. Đấy, xịn sò con bò. Các bác bỏ được khá nhiều đồ luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một con túi nam như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi nam, giá sẽ là 110.000. Đó, lên cho em là túi nam này. Đây, túi nam. Giá sẽ là 110k nhá, 110k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bao lô da như này. Bao lô da như này các bác này. Đấy, bao lô da. Thì nó có màu đen và màu xanh như này nhá, màu đen và màu xanh như này. Thì màu nó cũng na ná như nhau thôi. Một con bao lô da cực kỳ chất lượng và xịn sò như này các bác này. Đấy, bao lô da nhá. Rất chất lượng xịn sò luôn. Đấy. Hàng thì khá là rộng luôn. Chiều ngang của nó thì vào chiều dài khoảng 50.
chiều rộng thì vào khoảng là 25 và chiều cao thì vào khoảng là 30 nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này, đấy, đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác này, có quay đeo quay sách đàng hoàng nhá, có quay đeo quay sách đàng hoàng đấy, và có cho các bác là một cái ngăn bên hông như này để mình đựng giày dép vào đây. Đấy, đôi giày đôi dép các bác đút vào đây cho em, rất là tiện ích luôn nhá, đôi giày đôi dép đút vào đây rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em là ba lô da nhá, ba lô da, giá thì lên mã giúp cho em là ba lô da nhá, giá sẽ là 125.000 một chiếc, 125.000 cho một con ba lô da hàng của hãng đẹp như này. Đấy, mua về để đi du lịch này, hoặc là các bác đựng đồ, đựng quần áo ở nhà cũng rất là ok luôn. 125k cho một con ba lô da như này, rất tiện ích luôn các bạn. Hàng thì khá đẹp và tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Đây, thì combo của nó sẽ là bao gồm một đốc sạc và 4 viên pin như này. Một đốc sạc và 4 viên pin như này. Giá thì đang gửi tới các bác cái giá đó là 65k nhá. Pin này của nó sẽ là dòng pin đồng hồ nhá. Dòng pin này của nó sẽ là pin đồng hồ. Đấy, pin đồng hồ cho các bác sử dụng như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Nó lắp vào đây kia. Đốc sạc pin đồng hồ giá sẽ là 65k. Đấy, 65k nhá. Con này thì ngoài lắp pin đồng hồ thì các bác có thể dùng để trong sử dụng để làm lắp vào mic karaoke thì cũng ok. Tiếp theo là vòi cam xanh nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh như này. Đấy, màu cam và màu xanh, cho nên bên em lên nó là vòi cam xanh. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một con vòi cam xanh như này. Ở đây nó sẽ là một con vòi rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, vòi cam xanh rất tiện ích luôn. Có hai đường nước nhá, một hai đường nước như này. Các bác có thể xoáy điều chỉnh tùy chỉnh nhá. Có hai đường nước rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên cho em là vòi cam xanh nhá. Giá sẽ là 50 cành cho một cái bộ vòi cam xanh như này. Đây, đầu kết nối bằng đồng này, có hai đường nước cho các bác điều chỉnh này, có gen xoáy, gen siếc các thứ đàng hoàng và có các cái nguồn kết nối rất ok. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Lên cho em là vòi cam xanh. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác một cái mẫu thắt lưng mới này, giá thì chỉ có 70 cành thôi. Các bác lên cho em là thắt lưng dù lỗ nhá, dù lỗ. Đấy, đây. Thì nó cũng là dòng thắt lưng dù, nhưng mà nó dòng là dòng đột lỗ như này. Cái này nó đột cho các bác là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lỗ. Đấy, dài thì vào khoảng 1m1m2. Nói chung là các loại bụng to, bụng bự, bụng đại cũng vừa hết luôn. Đấy, nói chung là bụng nào cũng vừa hết. Đây, nó đột ra tới đây kìa này. Đấy các bác, nó đột rất nhiều lỗ luôn. Nó đột ra tới đây thì nói chung là bụng nào cũng vừa hết. Đây, như cái đột ngoài cùng này là cái size của nó thì nó sẽ vào khoảng là 80 các bác. Vào khoảng 80. Cho nên các bác yên tâm, bác nào bụng to cũng vừa hết luôn. Giá thì chỉ có 70 cành thôi. Lên mã giúp cho em là thắt lưng dù lỗ nhá. Đấy, thắt lưng dù lỗ. Đây. Thắt lưng dù và nó sẽ có lỗ như này. Có lỗ như này cho nên là các bác lên cho em là thắt lưng dù lỗ. Đấy. Dây của nó là dây dù hàng quân nhu của quân đội. Dòng này thì bền vĩnh cửu luôn, đừng nói bao giờ hỏng nhá, đừng nói bao giờ hỏng. Hàng của quân đội như này thì các bác biết rồi, máy trần cực kỳ là kỹ, đẹp. Thắt lưng dù lỗ nhá. Giá của nó sẽ là 70k cho một chiếc thắt lưng dù lỗ như này. Đấy, chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1m2 nhá, 1m2. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ví cúc nhá. Đây, lên cho em là ví cúc này. Giá sẽ là 100.000 một chiếc. Ở đây thì nó sẽ là một con ví rất là xịn sò như này các bác này. Đấy, cái ví cúc 100.000. Ở đây nó sẽ có cúc bấm như này mà, có cúc bấm như này cho nên là bên em lên luôn, nó sẽ là ví cúc. Màu của nó thì sẽ là màu da bò rất là đẹp như này. Có nhiều ngăn lắm các bạn, có nhiều ngăn như này, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, rất nhiều ngăn các bác này. Đây, rất nhiều ngăn như này các bác nhá. Đấy, rất nhiều ngăn như này thì các bác dùng nó rất là đã luôn. Đó. Và có cả những cái ngăn đây để các bác để thẻ này, một ngăn thẻ, hai ngăn thẻ, ba ngăn thẻ, bốn ngăn thẻ này. Đấy, rồi khá là nhiều ngăn như này và rất là đẹp xịn sò. Đấy, rất nhiều ngăn nhưng mà nó lại rất là mỏng nhá chứ không bị dày nhá, rất mỏng chứ không bị dày đâu. Giá thì các bác lên cho em đó là ví cúc, giá sẽ là 100.000 cho một cái ví cúc như này nhá. 100.000 cho cái ví cúc như này thôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ sản phẩm đó là kim khâu nhá. Đấy, kim khâu như này. Cái kim này của em nó là một cái dòng kim cao cấp, kim cao cấp. Thì con này các bác dùng ấy là không cần phải luồn chỉ, các bác không cần phải luồn chỉ đâu. Mà mình chỉ cần là cầm cái sợi chỉ đặt vào là nó sẽ vào thôi. Đấy, một bộ này của nó là 12 chiếc, 12 chiếc kim vàng như này. Đấy, một bộ 12 chiếc kim vàng siêu đẹp như này nhá. Đấy. Một bộ 12 chiếc kim vàng như này, giá sẽ là 15k nhá, 15.000. Đấy. Đây thì em sẽ mô phỏng cho các bác xem cái kim như này. Đấy, cái kim chỉ như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Các bác chỉ cần là cầm cái dây. Đây. Ví dụ như đây là cái dây chun đây. Đây là cái dây chun này các bác này. Đây. Cái dây chun này em cho vào nó còn vừa luôn này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào như này. Đặt vào như này xong mình kéo là nó sẽ vào này. Đấy các bác thấy không? Đây.
nó sẽ vào rồi này các bác này. Đấy, đây là cái dây chun to như này mà em còn luồn được thì sợi chỉ nó rất là nhỏ thì cũng ok thôi đấy các bác này. Đấy, đấy các bác già rồi có tuổi rồi mà dùng những cái kim xỏ truyền thống thì nó rất là khó làm, nhưng mà đấy đối với cái kim này thì rất là ngon luôn nhá. Các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đây, đấy mình căng vào như này này, sau đó thì mình chỉ cần đặt đặt ngang cái kim như này là nó sẽ vào thôi. Đấy, đặt ngang cái kim này nó sẽ vào đây các bác này. Đấy, ở đây nó sẽ có cái phần khuyết đây. Đấy, đây các bác này. Đây các bác nhá, ở đây nó sẽ có cái phần khuyết đây này. Đấy, có cái phần khuyết nó rất là nhỏ, em phải phóng to lên một chút. Đây. Đấy, nó có cái phần khuyết đây. Các bác này, đấy nó có cái phần khuyết đây các bác này. Đấy, đây nó có cái phần khuyết đây. Thì các bác chỉ cần là đặt vào cái là nó vào luôn thôi. Đây. Đấy, có cái phần khuyết đây này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đây nhá, phóng to lên cho các bác xem này. Đấy nó có cái phần khuyết đây. Ở đây nó có cái phần khuyết đây này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy cái phần khuyết nó cái lỗ nó đứt đây này. Đấy. Là các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 15k thôi. 15.000 cho một cái bộ kim 12 chiếc nhá. Đấy, một cái bộ như này. Bao gồm là 12 chiếc. Đấy, 12 chiếc như này. Kim của nó là kim vàng nhá, kim vàng. Đấy, kim vàng giọt lệ. Đấy các bác thấy không? Đây, một bộ này của nó bao gồm 12 chiếc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, 15k. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kim vàng nhá, kim khâu vàng. Đấy, kim khâu vàng giá sẽ là 15.000. 15.000 cho một bộ 12 cái, rất là tiện luôn, kim khâu vàng như này nhá. Giá sẽ là 15k một bộ. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví. Các bác lên cho em là ví giấy tờ nhá, hàng của thương hiệu Toyota như này. Đấy, ví giấy tờ, hàng của thương hiệu Toyota. Cái này là Toyota nó máy để nó tặng cho khách hàng mua xe máy, mua ô tô. Thì các bác có thể để tiền này. Đấy, giấy tờ này, ví tiền này, đăng kiểm này, đều ok hết nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em. Các bác lên cho em là ví giấy tờ nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một em như này. Đấy, con này thì dài khoảng gần 20cm và cao thì cũng khoảng trên 10cm. Nói chung là các bác đựng giấy tờ, đồ đăng kiểm thì rất là đẹp luôn. Hàng da xịn cao cấp cho các bác. Đấy, rất mềm luôn. Rất mềm và giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Lên cho em là ví giấy tờ, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy, ví giấy tờ này. Ví giấy tờ, giá sẽ là 50k cho một chiếc nhá, 50k một chiếc. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô dầu gió Singapore nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ này, USA các bác này. Đấy, USA đây. Hàng của Mỹ và sản xuất ở Singapore nhá. Dầu gió thương hiệu con ó này. Đấy. Hàng thì đổ cái nước này đi, nó đổ đấy. Hàng thì hàng của sản xuất ở Singapore và hàng của Mỹ nhá, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng, giấy tờ đầy đủ cho các bác luôn. Hàng thì hàng của Mỹ và sản xuất ở tại Singapore nhá, Singapore. Đó, hàng của Mỹ. Đây. Đây địa chỉ Singapore này các bác này. Đó. Giá thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đây các bác này, made in Singapore này. Đấy, USA nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đây các bác này, đây. USA này. Đấy. Đây các bác này. Đó. USA đây. Rất chất lượng. Cái này thì mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Và của nó là nó sẽ là dòng hai nắp đẩy, cho nên là các bác phải đẩy hai lần cho em thì nó mới ra được các bác nhá. Hai nắp đẩy. Đấy, khi xoáy thì các bác cứ ấn vào xong lại xoáy ra. Vừa ấn vào vừa xoáy ra là nó sẽ ra, nó là hai lẫy đẩy nhá, hai lẫy đẩy vào. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dầu gió Singapore nhá. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu, rất tuyệt vời cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là dầu gió xanh nhá, dầu gió xanh. 40.000 cho một lọ như này, và bác nào mua từ 1 giây thì 12 lọ giá sẽ là 450.000. 12 lọ 450.000. Dầu gió xanh nhá. 40k trên một lọ, 40k trên một lọ nhá. Và 1 giây của nó sẽ là 12 lọ. 12 lọ là 450.000 và bao ship nhá. Đây. 1 giây này của nó là 12 lọ này các bác này. Đấy, lên cho em là dầu gió xanh này. Một hộp của nó là 40.000 và một vỉ của nó sẽ là 450.000 cho 12 lọ như này. Các bác có thể mua cả dây như này về mình bán lẻ hoặc là mình dùng dần cũng được. Hoặc mua cho biếu tặng làm quà cũng ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái giấy giấy lau bếp nhá. Đấy, giấy lau bếp. Con này thì nó sẽ có tích hợp sẵn xà bông và các cái loại tẩy rửa tự nhiên rồi. Đấy, tẩy rửa tự nhiên rồi. Thì các bác dùng thì rất là đơn giản thôi. Đây, các bác về chỉ việc lấy ra là dùng thôi. Đấy. Ví dụ các vết bẩn dầu mỡ này. Đấy. Đây cả những cái mực như này nhá, cả những cái mực như này mà em tẩy nó còn sạch luôn này các bác này. Đấy, tẩy nó còn ra này các bác này. Đấy. Cả những cái vết mực như này thì các bác đưa vào mình tẩy rất là sạch sẽ luôn. Mà hàng này của nó thì nó sẽ là hàng tự nhiên nhá. Hàng tự nhiên, sinh học, cho nên là rất là an toàn nhá. Rất an toàn, dùng không bị ăn tay, không mùi, không
không mùi, không hóa học các bạn, không hóa chất. Đây các bạn thấy chưa? Đấy. Thì mình cứ đưa vào mình kỳ này cho em, dầu mỡ các vết bám rồi nói chung là côn trùng các thứ sạch hết luôn. Lên mã giúp cho em đó là giấy lau bếp, giá sẽ là 25.000 cho một hộp giấy lau bếp như này. Một bịch như này bao gồm cho các bác là 80 cái luôn. Một bịch này là 80 chiếc, tức là các bác có thể dùng được 80 lần cho em, 80 lần cho em, siêu tiện ích luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái bột thông cống nhá. Bột thông cống như này. Con này thì các bác dùng để mình chuyên để mình thông cống này, tắc cống các thứ là rất là ok luôn. Của nó sẽ là dạng bột xanh. Các bác cứ đổ vào cho em là nó sẽ giúp đánh tan các cái mỡ này, cặn bám này, rồi các cái bề mặt bị tắc nhá. Tắc nghẽn là nó sẽ thông cho các bác luôn. Bột thông cống 25.000 một lọ. Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng. Bột thông cống Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Để sử dụng thì anh đấy, đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà tắm sạch luôn. Đấy. Giấy sát cũng cả tóc nó bị mắc kẹt từ dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Các bạn nhìn kết quả này. Ok luôn nhá. Giá sẽ là 25.000 nhá, lên theo là bột thông cống nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái kéo cắt cành trên cao này, hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đấy, made in Japan. Bao gồm là cả dây, cả tay đai này, một cái cưa này và cái đầu đai như này, về nhà các bác bắt trực tiếp vào kia ấy cho em. Bắt trực tiếp vào cái xào cho em để mình dùng mình cắt này, cành nào mà to thì mình sẽ dùng cưa. Đây là cái đầu kéo của nó này, đầu kéo của nó cũng cắt được cành rất là to luôn. Lên cho em đó là kéo cắt cành trên cao nhá, 130k. 130k cho một em kéo quạt cành trên cao như này. Các bác về chỉ cần lắp vào cái xào là mình sử dụng được thôi. Giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Đây các bác này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp vào cái xào cho em đúng như là trên video này. Đó, đây. Cắt cành to, cành nhỏ, cành lớn, cành bé, cành mẹ, cành con. Cành nào không cắt được thì các bác chuyển sang cưa cho nha. Rất tiện ích luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, hàng nội địa của Nhật. Dùng cực kỳ là ngon và rất là tiện, các bác đừng leo trèo kéo là gãy chân. Đó. Lên cho em là kéo quạt cành trên cao nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt gà hàng của Nhật này. Kéo cắt gà hàng của Nhật. Hàng này nó sẽ là hàng to của Nhật nhá. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, Japan này, hàng made in Japan, nội địa của Nhật nhá. Cắt cực kỳ là ngon luôn. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn này, đánh vảy cá này. Đây cái phần này các bác dùng để đánh vảy cá này. Cái phần này các bác dùng để kẹp cua ghẹ ở nắp chai này. Đấy, rất tiện ích luôn, thép SK5 không gỉ. Giá sẽ là 130k. Lên mã giúp cho em đó là kéo gà Nhật nhá, 130k cho một em kéo gà Nhật như này. Hàng cực kỳ dày dẫn, chắc chắn và tiện ích nhá. Đấy, có cái phần khuyết như này để các bác cắt gà, cắt cá này, cắt nem này, thực phẩm thức ăn này. Đấy, rau dợ các thứ này. Rất tiện ích luôn nhá, hàng cực kỳ chắc chắn, đầm tay ngon lành. Lên cho em là kéo cắt gà 130.000, 130k cho em kéo cắt gà như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá. Đấy, bóng tròn tích điện đây. Một cái bóng tròn tích điện như này. Giá thì chỉ có 80 cành cho một em thôi. Đấy, 80k cho một em bóng tròn tích điện như này nhá. Con này thì nó sẽ có cho các bác là một điều khiển này, một cáp sạc này và một đôi pin. Đó, giá thì sẽ là 80k. Các bác chỉ cần bật lên cho em như này xong nhá. Nó sẽ có cho các bác là ba chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu. Và có nhấp nháy cảnh báo. Mặc định của nhà sản xuất là 120W nhá, 120W. Nói chung cũng khá là sáng luôn. Hàng tích điện, vừa tiết kiệm điện vừa là an toàn sử dụng nhá. Có cho các bác là tấm pin năng lượng mặt trời đây, có pin năng lượng mặt trời này. Có sẵn pin và có cả cáp sạc luôn. Các bác có thể dùng pin hoặc là dùng sạc cũng đều ok hết nhé. À, dùng pin năng lượng mặt trời hoặc là các bác dùng sạc cũng được. Lên cho em là đèn tròn nhé. Đấy, đèn tròn này. À, lên cho em là bóng tròn nhé. Bóng tròn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k cho một quả bóng tròn như này thôi. 80.000. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bếp ga mini nhé. Đấy, đây nó sẽ làm con bếp ga mini như này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để chế biến nấu nướng đồ ăn thực phẩm đều ok hết nhá. Đấy, đây. Các bác mở ra cho em này. Mang đi du lịch, đi phượt, đi học, đi làm, đi công tác này. Đấy, hoặc là các bác đi câu, đi kẹo mang đi rồi mình mang cái nồi đi. Có con cá mình làm luôn nồi lẩu cho em. Đó, đây. Phần kết nối ga này của nó đều bằng đồng hết nhá. Đánh lửa tự động nhá. Các bác chỉ cần lắp cái bình ga mini vào đây cho em. Đấy, đi câu này, các bác mang cho em cái bình ga mini đi. Đấy, sau đó là mình chiến thôi. Đó, bình ga mini với một cái song con đi. Đấy, rất nhỏ gọn tiện ích, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng. Giá sẽ là 100 cành nhá. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã cho em đó là bếp ga mini. Bếp ga mini giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con bếp ga mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị như này. Đấy. Hàng thì cực kỳ chất lượng và ngon lành cho bác này. Đấy. Một khay này của nó bao gồm là 3 chiếc này. Đấy. Các bác chỉ cần ấn này là mình mở ra được này. Có sẵn thìa cho các bác luôn nhá.
có sẵn thìa luôn. Giá thì chỉ có 65 cành thôi. Đấy, bộ ba hũ gia vị nhựa Châu Hưng. Đấy, nhựa nguyên sinh nhá, nhựa nguyên sinh thì các bác này. Đấy, nhựa này là nhựa an toàn cho sức khỏe nhá. Các bác chỉ cần là mở nắp này là xong. Đấy, đậy vào này. Rất tiện ích luôn và rất là sạch sẽ nhá. Đấy, có cả khay để các bác để như này, có khay để như này, các bác để trên bàn bếp đi em. Muối, mắm, mì chính, hạt tiêu. Đấy, các cái loại gia vị này, đặt lên này, mở nắp này, lấy này. Đấy, khay này của nó là dòng khay to nhá, nó vào khoảng là 200 ml, các bác đổ một gói bột canh hoặc là mì chính các thứ rất là ok luôn, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, rất đẹp, rất đẹp, nhựa nguyên sinh rất đẹp luôn, rất đẹp tiện ích nhá. Mở nắp ra dùng này. Đó. Lên cho em là bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là một bộ như này 65k nhá, 65k cho bộ ba hũ gia vị này. Bộ ba hũ gia vị nhá, gia vị. Đấy, gia vị giá sẽ là 65.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây sạc nhanh iPhone này. Dây sạc nhanh iPhone 14 Pro Max, giá thì chỉ có cho bác là 60.000 thôi, bao gồm cho bác là một củ sạc và một dây như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là dây sạc nhanh iPhone, giá thì chỉ có 60 cành thôi. 60 cành cho một cái bộ dây sạc nhanh iPhone như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, mà cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, giá của nó sẽ là 60k. Dây sạc nhanh iPhone 60k cho một cái bộ như này, bao gồm cả dây cả sạc. Hello, chào các bác nhá. Đấy thì chào các bác đến với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop tiếp tục về các cái mã hàng rất là đặc trưng để gửi tới các bác nha. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái lô đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP bên shop về số lượng và giá thì giá thanh lý. Đấy, bên em ôm lô siêu thị của Nhật và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Thương hiệu Geneva này, Geneva. Hàng của Nhật sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu vàng, hai là màu bạc như này, màu vàng màu bạc như này. Đồng hồ thì nó là dòng đồng hồ VIP rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương cho các bác luôn. Đấy. Một con đồng hồ như này, giá chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP giá sẽ là 150.000. Có hai loại, một loại là màu vàng và một loại là màu bạc. Đây. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Mặt sapphire chống xước nhá. Mặt sapphire chống xước, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, đấy ở đây thì nó rất là nhiều các cái nấc đo ở bên trong này các bác này. Đó, và giá thì có cả lịch ngày tháng cho các bác luôn nhá. Có cả lịch ngày tháng cho các bác luôn. Giá thì rất tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đồng hồ VIP, giá sẽ là đồng hồ VIP này, giá sẽ là 150.000 một chiếc, có cả màu vàng, màu bạc nhá. Lên cho em là đồng hồ VIP này. Đồng hồ VIP giá của nó sẽ là 150k một chiếc. Có màu vàng, màu bạc, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đồng hồ VIP 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao gấp đây. Đấy, đây nó sẽ là một con dao gấp gọn như này. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là dao gấp nhá, 20.000 cho một con thôi. 20k cho một con dao gấp như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng có hai chức năng. Một là các bác dùng để gọt hoa quả này, hai là các bác dùng để bật bia này, bật bia khui bia rất là ngon luôn. Thì các bác dùng một trong hai chức năng này đều ok và nó có thể gấp gọn được. Đấy, khi mà gấp gọn vào thì nó vào khoảng là 7-8 cm, thì các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều được hết nhá. Dùng để bật bia rất là ngon luôn này. Đấy, hoặc là dùng để gọt hoa quả, thái rau, thái dợ, dùng để đi phượt này. Hàng nội địa của Nhật đây, Japan này, siêu sắc bén cho các bác luôn nhá. Đây Japan. Lên cho em là dao gấp, giá sẽ là 20.000 một chiếc nhá. 20.000 một chiếc. Bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 này. Đấy, 20.000 một chiếc, mua 5 tặng 1 cho các bác luôn. Đấy, mua 5 tặng 1 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái móc khóa Honda nhá, móc khóa Honda. Đấy, con này thì sẽ là 25.000 một chiếc. 25.000 cho một chiếc móc khóa Honda như này. Và bác nào cũng mua 5 bên em cũng tặng 1 luôn. 20.000 cho 25.000 cho một chiếc móc khóa Honda như này. Mua 5 tặng 1 các bác nhá, móc khóa Honda. Lên trên là móc khóa Honda này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái móc khóa da nhá, móc khóa da. Đấy, móc khóa da. Con này thì bên em bán 20.000 một chiếc và cũng mua 5 tặng 1 luôn. Mua 5 tặng 1 các bác nhá. Cứ mua 5 là tặng 1 này. Móc khóa da này thì sẽ là 20.000, móc khóa Honda này thì sẽ là 25.000, mua 5 tặng 1 nhá, mua 5 tặng 1 cho các bác luôn. Đó, thì các bác lên cho em đó là móc khóa Honda thì sẽ là 25.000 nhá, còn móc khóa da này sẽ là 20.000, đều là mua 5 tặng 1. Đấy, đây nó sẽ là cái dòng móc khóa như này. Con này thì nó, con Honda này sẽ là bằng thép nhám nhá, bằng thép nhám. Con này thì nó dùng để tặng cho những người mua xe ô tô của nó nhá. Còn đây là con móc khóa bằng da này, móc khóa bằng da. 20.000 mua 5 tặng 1, con này cũng 25.000 mua 5 tặng 1 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái còi cứu hộ này, còi cứu hộ đây. Đấy, các bác lên xem là còi cứu hộ, giá của nó sẽ là 25k cho một cái còi cứu hộ như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cả la bàn, cả đo nhiệt độ luôn, đa chức năng nhá. Đấy, bên mặt này của nó sẽ là đo nhiệt độ này. Đấy, mặt này đo nhiệt độ này, mặt này của nó sẽ là la bàn này. Các bác lên xem là còi cứu hộ nhá, còi cứu hộ. Đấy thì con này các bác có thể dùng để mình đi rừng, đi phượt. Đấy, hoặc là đi du lịch thì rất là tiện này.
Đấy, các bác thấy không? Kêu, tiếng kêu của nó rất là hay luôn. Hàng của quân đội nhá. Hàng của quân đội kêu cực hay luôn và có quay đeo như này. Lên mã giúp cho em đó là còi cứu hộ. Còi cứu hộ. Giá của nó sẽ là 25.000. 25k cho một cái còi cứu hộ như này nhá, 25.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo gấp nhá, kéo gấp. Đây, giá thì chỉ có 15 cành cho một con như này thôi. 15 cành cho một cái kéo gấp như này. Và bác nào mua thì mua 5 bên em cũng tặng một. Hàng nhỏ nhưng mà có võ nhá, mỏ nhưng nhỏ nhưng có võ này, rất sắc bén các bác. Đấy, rất sắc bén luôn các bác theo. Đây, rất sắc bén luôn. Đấy, hàng nhỏ mà có võ cho các bác luôn, rất sắc bén nhá, rất sắc bén luôn. Giá thì bên shop đang đây, rất sắc bén các bác này. Đấy, rất sắc bén luôn các bác theo. Đây. Đấy, rất sắc bén luôn. Nhỏ mà có võ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là kéo gấp nhá, 15.000 cho một chiếc như này. Mua 5 tặng 1, kéo gấp 15.000 một chiếc, cũng mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, kéo gấp 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đây. Nó sẽ là kéo gấp đựng trong hộp như này, trong cái túi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Mua 5 tặng 1 các bác nhá, kéo gấp này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là cái chuông thôi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chuông đồng này. Đấy, chuông đồng như này. Con này thì bên shop bán sẽ là 100.000 cho một chiếc chuông đồng như này nhá. 100k cho một chiếc chuông đồng như này. Con này thì rất là tiện luôn các bác này. Đấy. Các bác dùng để mình làm cúng lễ này. Đấy, hoặc là dùng vào các cái công việc mà đúng theo nhu cầu của các bác thì mình lấy các bác nhá. 100.000 cho cái chuông đồng như này các bác. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ dây da nhá. Đồng hồ dây da, hàng VIP cho các bác luôn mà giá thì cực hạt rẻ nhá. Đây. Đồng hồ dây da đẹp như này các bác thấy không? Đấy, đồng hồ dây da đẹp như này, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đây, con này thì nó sẽ là mặt số la mã, còn con này thì nó sẽ là mặt số thường nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 50k, không thể tin nổi luôn nhá. 50k cho một con đồng hồ dây da như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da, giá sẽ là 50 cành một chiếc nhá. Đấy, mặt của nó là mặt sapphire này, mặt sapphire và có ánh dạ quang rất là đẹp luôn. Đấy, lên cho em là đồng hồ dây da, giá sẽ là 50.000 một chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con ví cúc nhá. Đấy, các bác lên cho là ví cúc đây. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một con ví cúc như này. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác là một cái cúc này để các bác cài này, và đây thì nó sẽ có rất là nhiều ngăn nhá. Các cái ngăn đựng thẻ thùng này, rất nhiều ngăn đựng thẻ luôn. Các bác có thể đựng được 1 2 3 4 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 cái thẻ được luôn nhá, 8 thẻ được luôn. Đấy, và có hai ngăn to như này. Và có cúc cài như này, các cúc cài này, và nó rất là mỏng luôn, thì các bác dùng không sợ bị cấn nhá. Đấy, không sợ bị ngồi nó đè lên nó cứng nhá. Giá thì sẽ là 100.000, lên trên là ví cúc giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng số điện thoại nhá. Bảng số điện thoại trên ô tô thì các bác có thể để trên ô tô để khi mà xe mình đỗ ở đâu đấy mà cần phải có người để cần phải người ta cần liên lạc cho mình thì người ta sẽ gọi trực tiếp cho các bác. Đấy. Thì lên cho em là bảng số điện thoại nhá. Giá sẽ là 20.000. Bảng số điện thoại ô tô 20.000 cho một cái bảng số như này. Đấy, về nhà thì các bác lắp vào đây cho em. Lắp vào đây. Đấy, lắp cái số vào đây và có miếng dán. Các bác chỉ cần dán lên đầu xe cho em là xong nhá. Bảng số điện thoại ô tô giá sẽ là 20k nhá. 20k một chiếc. Đó, 20k cho một cái chiếc cho một cái hộp bảng số điện thoại ô tô như này. Đó, 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn hai đầu nhá, đuôi đèn hai đầu. Thì con này nó sẽ là đuôi đèn cảm biến. Về nhà các bác chỉ cần việc là xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ của mình thôi, xoáy đuôi cũ của mình xong mình xoáy cái bóng mới vào đây thì nó sẽ là dòng cảm biến đi qua thì nó sẽ tự sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt, rất là tiện. Nó sẽ có điều chỉnh là ban ngày ban đêm hoặc là sáng cả ngày. Đấy, và có điều chỉnh là 220 giây, 32 giây và 16 giây. Đó. Con này thì giá sẽ là 60k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đuôi đèn hai đầu. Đuôi đèn hai đầu giá sẽ là 60.000. 60.000 cho cái đuôi đèn hai đầu như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chén đồng nhá, chén đồng. Đấy, đây nó sẽ là một cái chén đồng như này các bác này, chén đồng như này. Bên shop bán thì sẽ là 50k cho một cái chén đồng như này nhá. 50.000 cho một cái chén đồng như này. Các bác có thể mua để về mình uống rượu này, hoặc là uống trà này, hoặc là các bác có thể dùng đa di năng này, cúng lễ này, hoặc là các bác có thể dùng để mình trưng bày rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật đây. Đấy, rất đẹp như này. 50.000 một chiếc và bán theo chục thì sẽ là 40.000 một chục nhá. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái đế nóng nhá. Đấy, con này cắm điện lên cái là nóng luôn. Mâm của nó là mâm gang và sẽ có số như này, 1 2 3 4 5 số như này nhá. Cắm lên cái là nóng luôn, có on up cho các bác luôn nhá. Và con này thì các bác dùng rất là đa di năng luôn, mình dùng để mình cái mặt này của nó thì tầm 10 cm, mình dùng để mình đun nóng ví dụ như là ấm nước này, hoặc là nấu này, xào này. Đấy, đồ xong nồi các bác đặt lên đây là đều làm nóng được hết nhá.
giá sẽ là 130k. Để em đã giúp cho em đó là đế nóng nhá, đế nóng giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt của thương hiệu Makita đây, quạt đây rất mát luôn, sẽ có cho các bác là hai cấp số nhá, hai cấp số như này đấy, hai cấp số siêu mát luôn các bác nghe tiếng gió này đó. Con này thì giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác lên cho em đó là quạt tích điện Makita nhá, giá sẽ là 380.000 rồi, ok. Hello các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều mã hàng, thì em hãy lên video để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng các nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác cái mẫu quạt phun sương 2 tầng các bác nhá. Quạt phun sương 2 tầng rất là đẹp luôn này. Con này thì tổng cái chiều cao của nó vào khoảng là 40cm. Đó, chiều ngang của nó thì vào khoảng 15cm và con này có thể xoay được các bác này. Hàng này thì nó sẽ là hàng cắm điện nhá, sử dụng điện và nó sẽ là cắm cổng USB. Và về nhà thì các bác cho nước vào đây cho em này, cho nước vào đây cho em. Đó, cho nước vào đây là các bác dùng là bật lên là xong, là nó sẽ ra phun nước ở đây và quạt sẽ quay. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ cắm test thử cho các bác xem luôn nhá. Con này nó sử dụng chân USB như này nhá. Đấy, chân USB thì về nhà các bác cắm vào cái chân của cái ổ USB nhà mình thôi, cắm vào chân ổ USB nhà mình. Đấy, bên em thì chỉ có kèm cái cáp cắm như này thôi. Về nhà các bác cắm vào chân ổ USB nhà mình, sau đó cắm vào nguồn này cho em này. Đấy, cắm vào nguồn này cho em. Đó. Và về nhà thì các bác cho nước vào cho em này. Đấy. Các bác cho nước vào đây cho em nhá. Đây, đấy, đây. Cho nước vào đây cho em này. Đấy. Cho nước vào. Ok. Đó, đây, cho nước vào đây các bác nhá, cho nước vào đây cho em này. Đậy nắp lại này. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái công tắc nguồn này. Các bác bật cái công tắc nguồn này lên này. Đó, đây, nó quay này các bác này. Đó. Và các bác bật số là nó sẽ chạy thôi. Đây các bác nhá. Đó, quạt đang chạy đây này. Đấy, và tính năng phun sương thì nó sẽ ở đây cho các bác nhá. Đó. Nó sẽ có 3 số cho các bác luôn. Đây, phun sương thì các bác có thể là phun 1 tia hoặc là phun 3 tia. Đấy, ở đây thì các bác cứ nhấp công tắc này nó sẽ lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Sương nó phun ra rất nhiều luôn nha các bác nhá. Đó, đây cho này. Đây. Sương phun ra rất nhiều luôn. Đây các bác này. Đó. Con này thì hàng đa di năng luôn. Vừa quay vừa phun sương được luôn nhá. Đấy, vừa quay vừa phun sương được luôn. Con này thì dùng rất là thích này. Đấy, các bác dùng ví dụ như là cái quạt này thì có thể điều chỉnh lên xuống này. Đấy, thì theo cái quạt này có thể điều chỉnh nhá và quay như này. Đó, đây. Các bác xem cái lượng sương nó phun ra này. Đây, sương nó phun ra này. Đó, các bác thấy không? Đây. Đây các bác này, sương nó phun ra rất là nhiều luôn. Đó. Và sương của nó thì là sương mảnh nhá. Xương mảnh xương tơ cho nên là không bị ướt này. Đấy, đây em để tay như này mà cũng không có dấu hiệu ướt tiết thì các bác này. Đó, xương mảnh xương tơ như này. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó, đây các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300 cành. Lên mã giúp cho em đó là quạt phun xương nhá, quạt phun xương. Giá sẽ là 300k thôi. Các bác lên cho em là quạt phun xương nhá. Đó, quạt phun xương này. Quạt phun xương. Giá sẽ là 300.000 nhá. 300k. Đó. 300k cho quạt phun xương như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác. Được đấy. Có cái điều khiển từ xa như này các bác nhá. Có điều khiển từ xa này, các bác rút cái điều khiển này từ xa cho em này, mình sử dụng này. Đấy, tắt đi này, bật lên này, đấy. Có điều khiển từ xa luôn, hàng hit hot cho các bác luôn, hit hot luôn, có điều khiển từ xa này. Đấy các bác bật lên cho em này, đấy, bật lên này. Đây. Đấy bật lên và dùng chế độ là cái này là chế độ 3 tia nước này. Đấy các bác có thể dùng 3 tia nước này, quạt này. Đấy, quạt thì nó sẽ có là quạt 1, quạt 2 nhá. Đấy. Và chế độ quay này thì nói chung là ở đây nó có hết rồi. Các bác cứ thế là về các bác sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Đây, bật 1 quạt, bật 2 quạt này, chế độ phun xương này, chế độ phun nước này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Cái này là quạt số 1, quạt số 2, nó có hai cái quạt riêng. Và cái này là chế độ là xoay tròn này, cái này là chế độ nước xương này và cái nguồn này là màu đỏ này là tắt đi này. Tắt đi này. Đấy. Còn bật lên thì các bác bật luôn cho em, bật quạt lên là nó sẽ lên luôn. Đấy, bật quạt là quạt sẽ chạy luôn. Đấy. Bật phun xương là nó sẽ phun xương thôi nhá. Đấy. Nó sẽ có 3 chế độ phun xương này và quay này. Nói chung là rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Và hết nước thì các bác lại tiếp nước vào đây cho em. Đấy. Hết nước thì các bác lại tiếp nước vào đây cho em nhá. Đấy, hết nước lại tiếp nước vào đây. Nói chung là các bác dùng cả ngày mới hết chút nước này thôi. Tại vì cái dòng phun xương này nó mất rất là ít nước các bác. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 300.000 thôi. 300.000 bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Lên cho em là quạt phun xương các bác nhá. Đấy, quạt phun xương. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
quạt à... các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đen nhá. Đây quạt đen, con này nó sẽ màu đen như này. Các bác lên cho em là quạt đen tích điện nhá, quạt đen tích điện đó, quạt đen tích điện đây, quạt đen tích điện. Con này thì có công tắc này, bật lên này, gió cực mát luôn. Công suất của nó sẽ là 199V này, mắc của nó là 6000A nhá, 6000A, hàng của thương hiệu Makita đấy, rất mát luôn nhá. Bác thấy không, gió này, con này gió mạnh lắm, nó chạy bằng pin như này thì rất là tiện ích. Nó sẽ có số 1 số 2 nhá, số 1 số 2 thì các bác dùng nó rất là tiện. Con này đường kính của nó vào khoảng là 25cm và có cho các bác là một viên pin của Makita như này, một viên pin của Makita và một cái cáp sạc như này nhá, một cáp sạc như này, à một cái cục nguồn sạc như này. Đây cục nguồn sạc các bác cắm ở đầu này cho em. Đây, nguồn sạc thì cắm ở đây cho em. Đấy nhá, cắm ở đây này. Đấy, cắm ở đây cho em để các bác sạc pin này. Rất đơn giản vậy thôi. Hàng của thương hiệu Makita của Nhật nhá, Makita của Nhật. Giá thì sẽ là 380.000. 380.000 cho một con quạt pin như này. Đấy các bác lên cho em là quạt đen tích điện nhá, quạt đen tích điện này. Đấy, công tắc đây, bật lên cho em là xong. Đó. Hết pin thì về nhà các bác sạc vào cho em nhé. Đó, hết pin các bác sạc vào cho em. Một con pin như này có thể chạy liên tục cho các bác là từ 3 đến 5 tiếng nhé. Từ 3 đến 5 tiếng cho một con quạt như này. Thì con này rất tiện ích luôn. Đấy. Giá chỉ có 380.000 thôi. 380k bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là con này thì nó có hai số nhá. Số 1 và số 2. Thì tùy theo các bác muốn dùng số nào thì dùng. Đấy, nó có hai số. Số 1 và số 2 nhá. Cái công tắc này ở giữa này. Số 2 thì các bác bật sang bên 2 này. Đấy. Số 1 thì các bác bật sang bên 1 này. Đấy, và công tắc thì nó nằm ở giữa. Lên mã giúp cho em đó là quạt đen tích điện, quạt đen tích điện, giá của nó sẽ là, lên cho em là quạt Makita đi, quạt Makita, giá của nó sẽ là 380.000 đó. Quạt đen tích điện hoặc là quạt Makita cũng được đó. Các bác lên cho em đó là quạt đen tích điện này. Đấy, quạt đen tích điện, giá sẽ là quạt đen tích điện này, giá của nó sẽ là 380k nhé. 380.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, cho cái mã quạt đen tích điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái bàn chải này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em đó là bàn chải tay nhá. Đấy bàn chải tay. Các bác cầm tay như này, các bác chà kỳ cọ này, đánh quần đánh áo này. Đấy, bàn chải tay, giá của nó sẽ là 15.000 cho một chiếc nhá. 15.000 một chiếc và bác nào mua từ 3 cái thì sẽ là 40.000. 40.000 cho 3 cái, còn mua lẻ là 15.000 một cái. Cái nhựa của nó, cái cao su này của nó, cái phần cước này của nó khá là dày luôn và đánh thì rất là êm nhá. Các bác có thể dùng để mình tắm rửa này, kỳ cọ này, đánh chân tay, rồi nói chung là đa di năng được hết nhá. Đấy, đánh tắm rửa, kỳ cọ, đánh chân, đánh tay đều ok hết. Con này thì giá bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 15.000 cho một chiếc. Lên cho em là bàn chải tay nhá, bàn chải tay. Đấy. Bàn chải giặt quần áo hoặc bàn chải tay cũng được. Giá sẽ là 15.000 một cái và mua từ 3 cái thì sẽ là 40.000 3 cái. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, giặt quần, giặt áo rồi sân sướng các thứ, rất là ok. Thiết kế rất là tuyệt vời luôn. Đó, cầm như này. Cầm này các bác sử dụng này, rất là gọn, nhỏ gọn, tiện ích. Dài thì khoảng là 10 cm, rộng thì khoảng 5 cm. Bàn chải tay nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi gạt kính nhá, 20.000 một chiếc này. Đấy, lên mã giúp cho em là gạt kính 20.000 một cái và mua từ 3 cái thì sẽ là 50.000. 3 cái là 50.000 cho cái gạt kính như này. Đây. Cái này thì cái chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 25cm. Đấy, cái chiều bản của nó là 25cm mà chiều này khoảng 30cm. Các bác cầm như này cho em. Đấy. Mình ví dụ như là cửa này, sân sướng này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, có nước này thì các bác cầm này các bác gạt đi cho em. Đấy. Chổi gạt kính nhá, lên cho em là gạt kính. Giá sẽ là 20.000 một cái và mua 5 cái, 3 cái thì sẽ là 50.000. 50.000 cho 3 cái nhá, 50.000 cho 3 cái gạt kính như này. Đây các bác này, đấy khi các bác dùng nó rất là tiện nhá. Các bác cái phần kính của mình dùng mình lau chùi đi cho em. Sau đó thì mình dùng cái này mình gạt đi, rất là sạch luôn. Đây, các bác thấy không? Đó. Cái này thì các bác gạt nó rất là sạch. Đấy, sạch nó khô luôn và cái kính nó sẽ không để lại vết nhá. Đây, các bác xem này. Đó, thấy chưa? Kính ô tô này, kính cửa này, đấy, bạn thấy chưa? Rất sạch luôn. Gạt đi đâu là sạch đến đấy luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là gạt kính nhá. Giá thì chỉ có 20k một chiếc này thôi. Các bác nên mua lắm. Đấy, sử dụng nó rất tiện ích. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đây, nó sẽ là cái
hộp đựng đũa thìa nhá, lên cho em hộp đựng đũa thìa, giá sẽ là hộp đựng đũa thìa, giá của nó sẽ là 160.000. Hộp đũa thìa, lên cho em là hộp đũa thìa thôi. Hộp đũa thìa này, đấy, đũa thìa. Giá sẽ là 160k nhá, 160.000 cho cái hộp đũa thìa như này, bằng inox 304 sáng bóng đẹp. Dưới đáy này là các bác có thể tháo ra được, mình đổ nước đi nhá, tháo ra đổ nước đi. Đó. Cái khay này thì chiều cao của nó vào khoảng là 20cm, chiều rộng cũng khoảng 20cm. Và cái chiều bề rộng này thì nó sẽ vào khoảng trên 10cm. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái dắt kéo, một cái dắt liếc này, 5 con dao này. Và cái hộp này để các bác cắm đũa, cắm thìa vào đây. Đấy, rất tiện ích, đẹp và sạch sẽ để cho các bác sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hấp dẫn luôn, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hộp đũa thìa nhá, giá sẽ là 160k cho mấy cái hộp đũa thìa như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái lô dây thắt lưng, hàng thanh lý siêu thị đây. Đấy, do nó là cái hàng thanh lý, giá thì rất là rẻ và bên em bán bốc ngẫu nhiên các nhá, bốc ngẫu nhiên. Đấy, mỗi mặt thì nó sẽ có một cái kiểu dáng chữ khác nhau, nhưng về cơ bản thì cũng rất là đẹp, mặt tráng gương rất là đẹp cho anh em các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship đây. Đấy, mặt của nó sẽ là mặt tráng gương như này, và dạng là dạng con lăn đúc liền nhá. Đấy, mặt đúc liền dạng con lăn như này, dạng con lăn đúc liền như này. Con này dùng thì cực kỳ là VIP luôn. Đơn từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Chất da của nó thì siêu mềm luôn nhá, chất da thì rất là mềm mại luôn. Đó, mặt của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là mặt tráng gương như này, và khóa thì là khóa con lăn như này, thì các bác dùng nó rất là tiện. Ở cái nấc nào cũng được, to nhỏ tùy chỉnh các bạn, to nhỏ các bác có thể đẩy ra đẩy vào, to nhỏ tùy chỉnh cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi nhá, 50 cành. Các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm. Đấy thì nó sẽ có đủ cho các bác là các cái mẫu khác nhau này, mẫu chữ H này, mẫu chữ A này, mẫu DG này, mẫu con đại bàng này, mẫu DG, mẫu con đại bàng này, đấy, mẫu chữ G này, đấy, nói chung là nhiều mẫu lắm. Thì bên em sẽ gửi màu gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Mẫu chữ N này, đấy, rồi mẫu hình đây, đấy, hình tóc này, mẫu chữ G này, mẫu đại bàng này, mẫu DG, mẫu chữ H này, đấy, nôm na như vậy. Và dây thì khá là dài luôn nhá, dây khá là dài luôn. Tầm 1m2, 1m3, các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, hàng thì chất da siêu mềm. Lên mã giúp cho em là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm. Giá sẽ là 50k một chiếc. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm này. Thắt lưng thập cẩm. Thắt lưng thập cẩm nhá. Đó. Giá sẽ là 50k. 50.000 cho một chiếc thôi. Giá cực kỳ ưu đãi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tất vỉ nhá, tất vỉ. Thì bên em về nó sẽ có màu trắng và màu ghi như này, màu trắng và màu ghi như này. Một vỉ của nó sẽ là 10 đôi, một vỉ là 10 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000 cho một vỉ tất 10 đôi như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, 100% chất liệu 100% cốt tông tự nhiên. Đấy, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, thấm hút mồ hôi tốt, chống nấm mốc, chống hôi chân các kiểu con nào điểu luôn. Nên mã giúp cho em đó là tất vỉ nhá, giá của nó sẽ là tất vỉ này, giá của nó sẽ là 90k trên một vỉ 10 đô đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dụng cụ để các bác tập chống đau, chống đau đốt sống lưng nhá. Đấy, đau sống lưng và sống cổ. Đây. Thì con này thì về nhà các bác lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó rất là đơn giản. Đây. Đây nó có cái hình thực tế cho các bác xem đây. Có cái hình thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì đây. Về nhà các bác tập thì nó sẽ là chống đau đốt sống lưng, đốt sống cổ vân vân. Đây. Đấy các bác nằm lên như này cho em này, nằm lên như này thì nó sẽ giúp cho các bác là giãn cái xương sống này ra này. Đấy, tái tạo sụn khớp này, nó sẽ là nằm này, đấy, ngồi này, ngồi để các bác tựa lưng này, đấy, đa di năng luôn các bác nhá. Đấy, lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi. Đây, các bác chỉ cần lắp, chỉ cần ấn vào cho nó em là xong. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 50.000. Hả? 50.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là cái này các bác lên cho em là dụng tựa lưng này, lên cho em là tựa lưng nhá. Đấy, cái này để tựa lưng
Đấy, tựa lưng lắp cái này vào cho em này. Sau đó thì các bác sẽ lắp cái này vào đây này. Và cái này các bác có thể tùy chỉnh cái độ cong nhá. Đây, lắp vào đây cho em. Đó. Và nó có rất là nhiều nấc, các bác có thể tùy chỉnh độ cong. Đấy. Thì khi các bác nằm như này thì sẽ giúp cho các bác là massage cơ thể rất là tốt luôn. Đấy. Các bác có thể là đẩy cái nấc vào này. Đẩy cái nấc vào sâu như này. Đấy, các bác thấy không? Đẩy nấc vào sâu như này để cho nó cong hẳn lên. Thì các bác nằm nó sẽ giãn xương sống ra nhá. Đấy, đốt sống lưng, đốt sống cổ này. Đây. Đấy, tập đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi vai. Đấy, chủ yếu là lưng và cổ nhá. Đây, lưng cổ như này các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tựa lưng nhá, tựa lưng. Giá của nó sẽ là 50k, nó tựa lưng này. Tựa lưng, giá sẽ là 50k cho cái tựa lưng như này nhá. 50.000 cái tựa lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng. Đấy. Thì bên shop có cái túi đeo hông rồi, thì cái này bên em sẽ lên nó là túi đeo bụng. Đấy, túi đeo bụng như này và có hai màu. Một là màu dàn di và hai là màu xanh quân đội. Đấy, một là màu dàn di, cầm cái túi hông vào đây. Một là màu dàn di, hai là màu xanh quân đội như này. Đó. Thì kích thước của nó thì chiều dài khoảng 20. Đấy, chiều dài khoảng 20, chiều cao thì vào khoảng trên 10 cm và các ngăn thì nó sẽ cơ bản như nhau. Đấy, nó sẽ cơ bản như nhau như này. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì các bác lên cho em đó là túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng. Đó, thì nó sẽ có hai màu, màu xanh quân đội và màu dàn di, màu xanh quân đội và màu dàn di. Đó, thì giá thì sẽ là đây. Con túi đeo con túi các bác lên cho em là túi bụng nhá. Đấy, túi bụng này. Đấy, con này các bác đeo đằng trước bụng, lên cho em là túi bụng này. Màu dàn di thì sẽ là dàn di là 90k nhá. Màu dàn di là 90k. Còn màu xanh quân đội nhá. Xanh quân đội thì sẽ là 95.000. Đấy, màu xanh quân đội thì sẽ là 95k nhá. Đấy. Đây, con này sẽ là màu xanh quân đội này. Màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Đấy, còn con màu xanh dàn di này thì giá sẽ là 90k. Đấy. Thì về nhà các bác đeo vào bụng như này, mình có thể đựng đồ này. Đấy, các cái mẫu đồ như là nói chung là điện thoại, ví tiền rồi giấy tờ các thứ các bác bỏ vào bụng này, mình đeo đằng trước này thì rất là ok luôn. Đấy. Thì cái con màu dàn di này thì sẽ là 90.000 và con màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Ngoài ra thì bên shop có cái túi này, bên em gọi nó là túi đeo hông. Chất liệu của nó thì bằng da bò và giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con túi đeo hông như này. Con này thì chất liệu của nó là bằng da bò và nó sẽ to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút. Thì các bác muốn dùng cái loại gọn hơn thì dùng. Đấy, cái kia thì nó nhỏ gọn hơn. Đây. Cái này thì nó nhỏ gọn hơn các bạn. Đấy, các bác dùng nó gọn hơn. Đây, còn cái này nó to hơn một chút này. Đó. Thì cái con này chất liệu của nó là bằng da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Thì các bác lên thì em túi này nó sẽ là túi đeo hông nhá, túi đeo hông. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con túi đeo hông như này. Có màu xanh và màu xanh và màu xám nhá, màu xanh và màu xám. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu thắt lưng đây, đều là thắt lưng bằng dây dù. Đấy, thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là hình con đại bàng và một mẫu là hình chữ Z nhá. Đấy, đều là thắt lưng hàng của quân đội Mỹ, hàng quân đội Mỹ. Chất liệu dù thì như nhau nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt này nhá. Đấy. Con mặt đại bàng này thì giá sẽ là 120.000. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng 120.000. Còn con thắt lưng dép như này thì con này giá mềm hơn một chút, giá chỉ có 80 cành thôi. Đấy. Thì nó đắt ở cái mặt này các bạn. Đấy, nó đắt ở cái mặt này, còn chất liệu dây thì như nhau. Chất liệu dây thì như nhau. Nhưng mà cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, nó là bản quyền hình ảnh và thương hiệu cho nên nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, con đại bàng này thì sẽ là 120.000, còn con dép này thì sẽ là 80.000. Đấy, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu này. Thắt lưng cá sấu, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu nhá. Thắt lưng cá sấu đây. Cá sấu hộp. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác. Ui giời. Lô này về mặt cực đẹp luôn các bạn. Đấy. Mặt rất đẹp luôn. Đây. Mặt da màu vàng này. Đấy. Màu vàng rất đẹp luôn. Một thắt lưng và hai cái mặt như này. Một thắt lưng và hai cái mặt như này. Hàng thì đựng trong một cái hộp cực kỳ xịn sò con bò luôn. Đó. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Đây. Chất liệu của nó thì lô này về nó sẽ có cho các bác là đây. Màu của nó là màu nâu các bạn. Đấy, thắt lưng màu nâu như này. Rất đẹp này. Đấy. Vân cá sấu rất đẹp luôn. Đó, đây, các bác thấy không? Đó, lắp thử vào cho các bác xem. Giá thì chỉ có 150 cành thôi.
nó sẽ có cho các bác là hai mặt này, một mặt cá sấu con và một mặt cá sấu to. Đó, hai mặt như này, màu nâu rất đẹp các bạn. Đây, các bác chỉ cần lắp vào cho em như này là mình sử dụng thôi. Đấy, đây, rất đẹp các bạn này. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền nhá, mặt đúc liền nguyên khối và lẫy của nó là thuộc dạng là lẫy trượt như này. Đấy, lẫy trượt này các bác này. Đấy, các bác nghe cái tiếng nó kêu này. Đấy. Đấy, nghe cái tiếng kêu này là các bác đã biết hàng xịn rồi. Đó, các bác thấy không? Đấy, rất là ngon lành luôn. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng, một dây và hai mặt như này. Các bác có thể tùy chỉnh để mình có thể thay mặt. Thay mặt ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150k cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Giá sẽ là 150.000. 150.000 cho một cái con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, 150k thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Combo sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng và hai cái hộp nha. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp như này, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sen. Các bác lên cho em là sen cao su. Con này thì vừa là dùng là sen tắm bình thường, vừa các bác dùng là nó có cái đầu cao su như này luôn để các bác massage, massage kỳ cọ luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì sẽ là 90k thôi. 90.000 cho một cái sen tắm cao su như này. Ở đây nó sẽ có đầu cao su như này. Lên mã giúp cho em là sen tắm cao su, giá sẽ là 90.000. Có dây nối cho các bác này, có dây nối dài này, đóng ngắt trên tay này. Đấy, đóng ngắt trên tay. Tùy chỉnh tăng giảm và có tùy chỉnh nguồn nước như này. Đấy, tùy chỉnh chế độ như này, có 3 4 chế độ cho các bác tùy chỉnh nhá. Giá sẽ là 90k. 90k cho con thắt lưng con sen cao su như này. 90.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là điện thoại của thương hiệu Nokia. Đấy. Thì con này nó sẽ là Nokia 2 SIM này. Đây. Nokia 2 SIM. Con 2 SIM này thì sẽ là 260k nhá. Đấy, 260.000. 260.000 bao ship cho con điện thoại 2 SIM như này. Còn con này là Nokia 1 SIM này. Con 1 SIM này thì sẽ là 160k nhá. 2 SIM 260 giảm còn 230k nhá. Còn 230.000 thôi. Còn con 1 SIM này là 160.000. Đấy, 160.000 cho con 1 SIM như này. Đó, các bác muốn lấy con nào thì lấy. Điện thoại hàng của thương hiệu Nokia, dùng cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật đứng thông minh nhá. Đấy, vật đứng thông minh. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái vật đứng như này và kèm thêm cho các bác là một cái đế sạc. Về nhà các bác chỉ cần đặt vào cái đế này là xong này. Đặt vào cái đế này cho em là xong. Đó, rất tiện ích luôn. Thì mình dùng để mình sạc, cắm cái chân USB. Các bác cắm vào cái chân sạc điện thoại nhà mình. Đây. Con này thì dùng rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ có chế độ cho các bác là chế độ đèn hồng ngoại như này để bắt muỗi tự động này. Đấy, các bác thấy không? Bánh lửa, bánh điện tách tách luôn các bác. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Đó. Thì con này giá của nó sẽ là 100 các bác lên 130.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là vật đứng nhá, vật đứng 130k cho con vật đứng nha. Con này thì các bác dùng cũng rất là tiện ích thôi. Đấy. Lên cho em là vật muỗi đứng này, vật muỗi đứng. Vật muỗi đứng nhá. Vật muỗi đứng, giá sẽ là 130k một đi em, 130.000 cho em vật muỗi đứng như này. Rồi ok.